em nấu ăn hơi ngon. Em thấy là nó ngon, nói chung là nó ngon đó chị. Trời ơi. Bạn đi tâm sự hết, những buồn ngồi nghe hết luôn. Trời ơi, vậy coi lại giới tính nha. Anh sẽ đi cùng em chứ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Bây giờ hai bạn đã ngồi gần nhau lắm đó. Hãy nói, chia sẻ, cảm nhận về nhau nha. Mời bạn trai. Em sẽ tự giới thiệu, em tên là Vũ Cho Bảo. Em năm nay 24 tuổi, công tác trong ngành công an. Chà, công an đẹp trai quá ta. Bảo quê ở đâu Bảo? Dạ, quê em ở thành phố gì ơi? Quê thành phố. Quê thành phố nữa chứ trời ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Ngọc The, năm nay em 23 tuổi. Dương gì em? Dương Thị Ngọc The anh. The đó hả? Dạ. The phòng The đó. Dạ. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở quê hương của những mảnh đất anh hùng. Thì nơi đó có hai vị nữ anh hùng nổi tiếng là Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thị Thạch. Thì không biết là nói đến hai vị nữ anh hùng này thì anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là có đoán ra là em đến từ đâu chưa ạ? Ta lớn lên từ mảnh đất anh hùng, từ ngàn xưa đã lừng lẫy chiến công. Mặt trời lên cho cây trái nở hoa, mảnh đất kiên cường là Tiền Giang quê hương ta. Yeah. Tiền Giang. Dạ, dạ đúng rồi, em đến từ Tiền Giang. Trời, em đố mà ngay cùng quê anh Linh sao anh không biết được. Dạ, em ở kế bên nhà anh Linh luôn á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm biên tập sách của công ty Faasa. Làm ở Tiền Giang hay ở thành phố Hồ Chí dạ, Minh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 3 chị. Ờ, anh công an ở quận mấy? Dạ, ở huyện Hóc Môn chị. À, 18 thôn Nhân Trầu. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là nấu ăn ngon. À, em thích nấu ăn. Mọi người nhận xét là em nấu ăn hơi ngon. Thì em thấy là nó ngon. Nói chung là nó ngon đó chị. Trời ơi. Trời đất ơi. Thấy dân Tiền Giang nói chuyện có duyên ghê không? Vòng vòng thôi là chị tử ngon thôi. Tóm lại là ngon. Rồi. Dạ, em còn có một cái ưu điểm đó là em ở đó là gọn gàng sạch sẽ, mà em thích sạch sẽ. Em thấy giờ là em chịu không có nổi. Em có một kỷ niệm là muốn chia sẻ với chị Cát Tường, anh Quyền Linh và cùng quý khán giả là hồi xưa ở dưới quê á, em hay là dọn dẹp nhà cửa. Sáng nào em cũng dậy sớm để em quét nhà, quét sân. Trước nhà em thì có cái sân mà có nhiều cây, thì mỗi lần lá nó rụng xuống á là em xách cái chổi ra em quét tới quét lui quét đi quét lại hoài, mà lá vẫn rụng hoài. Cái cha mẹ em nói là sao mà con rảnh quá vậy, con nói sẵn em tập thể dục luôn. Kỷ niệm vui á hả? Vui không quý vị? Vui, vui. Không vui thiệt mà. Ý là em quét hoài mà lá cây nó rụng hoài, vẫn quét hoài đó em. Rồi bây giờ em đi vậy là ai quét? Dạ, để vậy đợi em về chị. Trời, đợi em về luôn hả? Không có. Rồi. Em đi vậy thì em kiếm chàng trai về quét phụ em. Dạ. Rồi đó là cái chuyện đó là em có thuộc về gọi là khuyết điểm hả? Đâu đó dạ, là ưu điểm đó. Ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Dạ, khuyết điểm em là em hay lo sợ, như là một chiếc lá rơi làm em cũng thấy lo sợ. Mấy người trong công ty em nói là mày hình như bị bệnh tâm lý thì phải, tại vì em hay bị bệnh, mà bệnh của em là lặt vặt không à, mà mỗi lần bệnh là em sợ chết lắm. Em phải đi bác sĩ liền để em chịu không nổi. Mỗi lần em xin nghỉ phép, sếp em biết cho đi liền. Tại vì không cần nói, chứ cứ nghỉ phép là đi khám bệnh. Không có đi đâu hết. Dạ. Thường là bệnh gì? Dạ hình như bệnh lặt vặt như là cảm, ho, sổ mũi, rồi viêm họng gì đó chị. Là đi khám bệnh luôn? Dạ, đi khám bệnh luôn. Nói chung cô gái bên kia là cô gái hơi bị yếu đuối. Bởi vì chiếc lá rơi cũng làm em sợ đó mà. Chiếc lá rơi em cùng sợ. Một tiếng chim kêu em cùng sợ. Cái chí em cùng sợ. Bên kia đứng hình xem re luôn rồi. Không có, anh công an nghe em cười không à. Yên tâm, có anh công an bảo vệ rồi. Bây giờ em có sợ công đi. An không em? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì cái đầu tiên là em sống rất là trách nhiệm. Thứ hai là em biết quan tâm mọi người, em thích người ta tâm sự với em lắm. Chỉ nghe vậy thôi mà khoái lắm. Ví dụ như đi cà phê rồi bạn đi tâm sự hết, những buồn ngồi nghe hết luôn. Trời ơi, vậy coi lại giới tính nha. Không có, cái này là bạn bè. Bạn bè hả, chứ con trai mà tâm sự. Trai với gái gì em cũng nghe hết. Nhưng gái nghe khoái hơn không? Dạ đúng rồi, khoái hơn chứ. À, cái đó cũng là điểm mạnh đó em. Dạ. Tốt, còn gì nữa? Em thì người sống ngăn nắp á.
Nó giống em. Thích cái sự trật tự. Có quét lá gì không em? Có quét nhà không quét lá gì? Không phải. Cô kia quét, anh này xếp lá. Được. Hai đứa hợp đó. Đứa quét, đứa sắp. Rồi khuyết điểm. À, khuyết điểm của em là cái tính hơi nóng chút xíu. Nhưng mà em nóng mà em chỉ cần tự kiềm chế bản thân lại là em không có... Đúng rồi, công an không có được nóng tính thể hiện ra nha. Em không thích người nóng tính anh ơi. À, nóng tính là khi nào mà công việc mà nấy quá mới nóng mà không có phát ra. Bây giờ tình trường đi, công an có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì nói chung là từ lúc đó giờ thì em mới một mối tình thôi. Chia tay được năm mấy rồi. Em quen mấy năm mà chia tay năm mấy rồi? Dạ quen năm rưỡi. Quen năm rưỡi, chia tay năm rưỡi. Sao chia tay? Dạ quen lâu ngày nó không lộ ra là không hợp nhau á anh. Thì tình yêu nó đến thì cũng biết sao mà nó đi thì cũng bó tay. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc hả? Gì kỳ lạ, tình yêu lạ vậy. Còn bên kia mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua hai mối tình anh. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây một năm. Trong thời gian quen thì em thấy bạn đó có nhiều cái là nóng hay nóng tính, không kiềm chế được bản thân mình, nên là em quyết định chia tay. Chết rồi, bên bạn trai kia nóng tính mà bên đây chia tay đó nha em trai. Không phải, bạn cũ của The là nóng tính không kiềm chế được. Còn bên đây người ta nóng tính thì người ta kiềm chế được, khác xa nhau. Rồi thì bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ tính tình thì hiền, biết sống và có trách nhiệm với bản thân. Em nghĩ những cái tiêu chí đó thì bạn rất là dễ tới một người con trai mà trưởng thành. Đúng rồi, một chiến sĩ công an dễ hơn nữa. Còn gì khó hơn không? Dạ có gì không thích ở người con trai không? Dạ không thích cờ bạc, hút thuốc, cái này nhậu nhẹt. Gì khó hơn nữa đó? Dạ cao từ 1m65 trở lên. Em 1m67. Ngon. Gì khó hơn đi The? Em thích xem phim Hàn Quốc. Đẹp trai giống như... Giống chơi Song Joong gì đó hả? Song Joong Ki anh. Không, bên đây cũng đẹp trai rồi nha, đừng có đùa nha. Phải không? Song Joong Ki không? Cũng cỡ Ki Ki trở lên á. Hôm qua tôi coi coi Ki gì. Song Joong Ki. Trời ơi, ngon. Chà, được nha. Đàn trai hốc môn hơi ngon à. Dạ. Rồi em ra tiêu chí tìm bạn gái thì sao nè? Dạ, mỗi người bạn gái là dễ thương thôi. Rồi biết lắng nghe, biết chia sẻ thì... Dạ, điều đó em có. Ít giận lại, không có giận vô cớ. Giận thì vẫn phải có lúc giận đó. Em hiền lắm anh, em không có giận. Không có chọn mẫu người cao thấp như thế nào? Thì chừng 1m57, 1m58 đủ lên được rồi. Em 1m6 anh ơi. Rồi bây giờ chừng nào tính tới hôn nhân nè, nếu mà được thì dạ, chừng được nào? Thì năm sau luôn. Năm sau luôn? Dạ. Rồi có chuẩn bị được những gì rồi nè? Dạ, nói chung chuẩn bị thì... Có trầu rồi đó. Có trầu cao. Có trầu cao rồi. Tại 18 không cần trầu. À, rồi nhà cửa là ở về là ở chung với ba mẹ hay là ở riêng hay ở đâu? Dạ, nếu mà ở thì ở chung ba mẹ em. Thì gia đình em... Đông anh chị em không? Dạ không. Có em với chị hai em. Chị hai lấy chồng chưa? Dạ chưa. Thì trước sau cũng lấy. Nghĩa là gia tài nhà đó là của em đó. Thôi được rồi. Rồi, ngon chứ. Để tôi coi. Rồi đàn trai người ta ngon lành rồi nha. Để anh qua coi đàn gái gần nhà anh hay gì đây nè. Ô, chào The. Anh thấy quen không anh? À, kế bên nhà luôn dạ, hả? Dạ, chỗ đường Đông Hưng đi tới xíu. À, vậy chỗ hồi xưa anh đi học bơi qua sông rồi đúng không? Dạ. Chắc gặp ba má em mình nhớ. Dạ. Bây giờ em nghe công an kia em thấy sao? Dạ, em thiệt nghe thôi nhưng mà chưa biết là anh nói nóng tính không? Không, công an thì không đến mức ấy đâu. Em hiểu không? Ông mặt này hiền lắm. Hiền, dễ thương lắm. Nhưng mà có chuyện là phải làm dâu đó. Dạ, được anh. Được không? Em thích nấu ăn, thích dọn dẹp. Trời ơi, về làm dâu đứng quét nhà hoài. Ba quét mòn xi măng luôn á. Ba má chồng nói gì nói xong cứ ra sách chổi quét nhà riết luôn vậy đó. Thầy biết không, nếu mà chúng ta đồng ý mà lấy chồng là công an á thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi một số vấn đề. Công an thì thường xuyên có công tác đột xuất. Thật sự là ngành công an á, nhiều khi mà dù vợ đẻ cũng không về được luôn á. Thành ra em phải tính trước vụ đó. Có chịu đựng được không? Dạ được anh, tại vì em cũng thích công an. Cũng thích công an hả? Dạ, tại hồi xưa thì em thi ngành an ninh. À. Nhưng mà không được may mắn. Vậy à? Dạ. Ước mơ cũng... của em là nhìn thấy được cái bộ quân phục màu xanh. Vậy là ngày nào em cũng thấy luôn. Tối hôm về em mặc nguyên bộ đồ ngủ luôn. Nhớ nha. Dạ. Mặc bộ cho, đồ. Cho ngắm hàng ngày cái bộ đồ luôn. Ngắm riết luôn. Em có đi với người thân của em không? Dạ có. Em đi với chị hai em với lại một chị nữa với lại một bạn thân của em. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em trai và khán giả trong trường quay. Thì
cái nhìn đầu tiên á, thì mình nhận thấy em trai là một người rất là chững chạc, gương mặt sáng, phúc hậu, nói năng rõ ràng, đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn mà The đưa ra. Còn về The á, thì em trai yên tâm là làm dâu hoặc là làm những công việc nấu ăn, sắp xếp, chi tiêu, vén khéo trong nhà thì The có thể lo liệu được. Và ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được ngồi trên ghế nóng. Hai em đã phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ chờ đợi từ mọi miền đất nước để được gặp nhau ngày hôm nay. Thì âu đó cũng là một chữ duyên. Và anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng giống như là ông Tơ bà Nguyệt của thời đại A Còng ngày nay. Thì không có những cái phép màu như là những câu chuyện cổ tích, nhưng thật sự chương trình này đã tạo ra rất là nhiều điều kỳ diệu. Và chị mong rằng hai em ngày hôm nay có thể cảm nhận được những cái cảm xúc từ trái tim mình và tạo ra điều kỳ diệu từ chính bản thân các em. Hay quá. Thấy chưa, chị hai giỏi chưa? Dạ dạ. Nghe đã chưa? Chị hai là người đăng ký chương trình cho The đó. À, dạ. Đúng không chị hai? Câu chị hai đi. Dạ đúng rồi, tại vì thấy The cũng hiền lành nên thấy chương trình này cũng mang tính nhân văn, đáng tin cậy nên cũng mong là The có được một cơ hội để như một cái duyên giữa cuộc đời này thôi. Đó. Dạ, em cũng xin tâm sự một vài lời với chị hai của The. Cầm lên chị hai nghe đó. Là đến với nhau thì chương trình này cũng có duyên rồi. Thì em nghĩ là em sẽ giữ cái duyên đó để nếu mà quen thì sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ với The rất là nhiều điều. Còn nếu lấy nhau thì sao? Thì lấy nhau thì càng hạnh phúc anh. Hứa gì với chị hai đi. Để nếu mà lấy nhau thì sẽ yêu thương, chân thật với nhau. Sự chung thủy là phải có rồi. Thì mong là hai em sẽ tìm được cái hạnh phúc ngọt ngào nhất của bản thân mình. Hay quá. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ em, với dì em, với mấy đứa em. Có ba mẹ nữa hả? Dạ. Đủ đầy đủ ba mẹ. Dạ chào hai bác à. Chú bữa nay hay quá ta. Dạ. Hai bác coi xem con dâu tương lai mình thế nào. Cũng theo dõi chương trình này nhiều lần trên TV. Dạ. Nhưng bữa nay mới được diện kiến MC Quyền Linh Hoạt Bác và MC Cát Tường đáng mến. Dạ. Dạ. Đầu tiên là xin cảm ơn chương trình đã đưa hai gia đình chúng tôi đến đây. Thì tôi nhận xét thấy cháu The thì thấy có lẽ dễ thương mà cũng hoạt bát. Dạ. Thì tôi cũng mong rằng sau khi gặp Gia Bảo thì hai cháu nó sẽ tìm hiểu để mà đi đến cái bến bờ của hạnh phúc. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý vị trong khán phòng được dồi dào sức khỏe. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều. Dạ, bác cho thêm ý kiến của bác gái nữa. Thì nãy giờ thấy thì cháu đây cũng hiền hậu, cũng dễ thương. Mong là hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu rồi tiến tới. Quan trọng giờ hai đứa thôi. Dạ. Chúng ta kéo màn. Tặng em. Em có một quyển sách là em muốn gửi tặng anh. Hy vọng anh sẽ cảm thấy vui khi đọc quyển sách này và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Món quà của anh thì là em đếm là đúng 20 bông hoa. Trong phương Tây người ta ý nghĩa là sự chân thành, vậy thôi. Em có... Hay quá cả. Được rồi đó, hai trẻ ngồi đi. Nay đứa nào tặng quà cũng có ý nghĩa hết trơn. Có 20 bông hoa là sự chân thành đó hai. Dạ. Hèn chi đó giờ tôi nhận toàn 21 bông hoa không, tức quá. Cảm nhận đầu tiên của anh nhìn thấy em như thế nào? Thì nói chung em dễ thương, nó điềm đạm, đúng giống với tính anh. Em thì thấy sao vậy anh? Nhìn có cảm tình, phúc hậu. Em có hay đi chơi không? Dạ, em thì không có điều kiện để được đi chơi. Thì em rất là thích đi Đà Lạt. Thì em ước là sẽ có một lần được đến đó để... Thì anh cũng hy vọng là anh sẽ được dẫn em đi rất là nhiều nơi để dạ. Tham quan. Dạ, em cảm ơn. Tham quan thôi hả? Vậy sau chương trình này là mình đi. Trời ơi. Làm vậy cho gì nhanh sao chị đi liền luôn hả? Bây giờ là hai đứa nè ha, mình tính chuyện tương lai đi, thấy cũng hợp rồi đó. Em có hay đi coi phim không? Dạ không, là nếu mà sau này tìm được một người nào đó hỏi thì em sẽ đi cùng. Thì em có nhảy ý đi với anh? Dạ có. Ví dụ như tiến tới hôn nhân thì em làm dâu em có ngại gì không? Dạ em rất là thích
được làm dâu. Thì em cũng muốn là giờ lo cho bên chồng, bên nhà chồng thì... Em có yêu cầu gì nếu mà quen anh không? Anh phải hát cho em nghe một bài thì em thích nghe hát. Anh sẽ tặng em bài Trái Tim Anh Thuộc Về Em. Thiết lựa bài quá ha. Quá dữ, quá dữ. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dứt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong sao em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang buồn phiền. Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười tươi. Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự. Rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. Trời ơi, quá dữ. Được không? Cảm nhận giọng hát đó làm sao? Rất là hay đúng không chị? Rất là hay. Truyền à? Cảm. Em có quà dạ. gì tặng lại cho em anh cũng không? Có một bài thơ muốn gửi tặng anh, nhưng mà do là cấp gáp nên em chưa chuẩn bị kịp, thì em xin phép nhìn và đọc. Em sẽ đi cùng anh, dù là đến một nơi không trời, không biển, không núi, không mây, không có những bông hoa màu tím, nơi bình yên của những cánh đồng chiều. Em sẽ đi cùng anh, anh chẳng cần phải nói gì nhiều. Những hẹn ước không thành sẽ làm đời nhau thêm khốn khổ. Em sẽ giúp anh nhóm lên đống lửa, xua tan đêm sâu và bầy thú hiểm hung. Nói em nghe đi những câu chuyện đường rừng. Em sẽ đi cùng anh, sống giấc mơ ngỡ đã mất tuột, hơi dài. Mình có thể chăn cù ở miền biên tái, hay cắm lều ở cạnh dòng sông. Đêm chỉ có trăng sao và những khúc ca hồng, ngày chỉ có mặt trời dịu dàng hôn mặt đất. Và rồi em tỉnh giấc. Thơ xúc động quá anh. Xúc động đúng không? Dạ. Cái đó chỉ trong giấc mơ mà hôm nay anh nghĩ rằng đó là điều hiện thực đấy. Dạ. Gái Tiền Giang là chung thủy lắm á. Dạ. À, rồi gần nhà anh nữa có gì anh bao bảo đảm. Thì anh rung động trong tim. Nó đang tần số nó bao nhiêu hét đó không biết. Còn em không biết có rung. Dạ. Anh sẽ đi cùng em chứ. Rồi thôi hết thời gian. Chúng ta sẽ biết kết quả sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow, chúc mừng. Tuyệt vời, nắm tay nào. Đấy. Mạnh mẽ lên ha. Bây giờ em muốn nói gì với chị hai? Dạ, em xin phép nói lời một lời với chị hai ngắn gọn là chị hai yên tâm, em sẽ lo cho em gái gì được. Yeah. Rồi em gái nói gì với hai nói bác? Nói hai bác, nãy chưa nói gì hết. Dạ, thì con sẽ cố gắng lo cho gia đình và lo cho anh. Dễ thương. Bác gái thấy sao bác gái? Được không? Nếu mình là làm đám cưới sớm được luôn không bác? Lúc nào cũng được. À, được. Thôi, đến đây là có duyên ha. Và hy vọng là cái duyên đó sẽ có phần trong đó nữa. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy đến xem phim để có một không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhớ những gì chúng ta đang hứa với người lớn và tất cả khán giả truyền hình. Hãy giữ lấy nha, gửi cho tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Hãy nắm tay nhau đi về Hóc Môn. Đi đi cưng. Ở đó có 18 thôn vườn trầu có sẵn luôn rồi. Nhớ mời anh nha. Anh. Về ngoại hình á, em muốn là anh phải khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Em đạt chế độ min chị. Em muốn là từ 86 đến 90. Em 85 chị. Bây giờ chúng ta đã vui rồi. Hy vọng là niềm vui này sẽ được nhân đôi nếu như cặp đôi thứ hai nhấn nút hẹn hò với nhau nữa. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời, mời các bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu.
Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Rồi, chào em bạn. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 26 tuổi. Quê hương em là ở Vĩnh Phúc. Nhưng mà hiện tại thì em cùng gia đình đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống và làm việc ạ. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Thắng, 32 tuổi. Em tới từ Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc của em hiện tại là kỹ sư quy trình cho một công ty sản xuất kính quang học. Nhiệm vụ của em là thiết lập quy trình để từ đầu đến cuối để sản xuất ra một sản phẩm. À, về kỹ thuật đúng không? Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu trước, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì được mọi người thường nhận xét là một người hướng nội, nên là các công việc như nấu ăn, công việc gia đình là em có thể làm được ổn. Sở thích của em là thích mày mò những món ăn trên mạng và làm đồ handmade. Điểm nhược điểm của em là em cũng hơi ít nói, ăn nói cũng không được khéo cho lắm. Mình có tật xấu gì không? Ở nhà là em thường thích người gọn gàng, sạch sẽ, nên là ở nhà nhiều khi mọi người mà làm cũng không vừa ý em, là em cũng hay nói đi nói lại nhiều lần á. Hay cằn nhằn đó đúng không? Nói cằn nhằn thì cũng không đúng đâu ạ. Tại vì em cũng nói một hai lần nhưng mọi người không làm thì em cũng không có nói chỉ một hai lần thôi hả? Kỹ tính thôi chứ cũng không có cằn nhằn gì. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì em chơi được khá là nhiều môn thể thao. Khi yêu em rất là quan tâm bạn gái hết lòng. Về điểm yếu của em thì tính tình của em khá là thẳng thắn. Đôi lúc cũng làm người đối diện hoặc là không cảm thấy không có khó chịu đó. Khó chịu. Thẳng quá, dụ như người ta vậy mà mình nhìn vô thấy người ta xấu mình nói nội xấu quá, xấu thì ghê. Thật như nó là như vậy. Nhưng mà nói vậy thì mất lòng ta. Dạ, dạ. Nhưng mà anh nghĩ thẳng quá cũng không tốt. Dạ. Ví dụ như nó anh cũng được, cũng dễ thương vậy thôi. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á, em muốn là anh phải cao một chút, khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Anh cao nhiêu anh? Em đạt chế độ min chị. Đó, em cứ nói những cái tiêu chuẩn giảm đi. Chỉ cần dễ nhìn, hiền lành. Về tính cách thì em muốn là một người có trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt là không hút thuốc. Anh không hút thuốc em. Rồi, khỏe luôn. Anh ơi, cho em hỏi là quê anh ở Hà Tĩnh đúng không ạ? Đúng rồi em. Nhưng mà anh có xác định là lập nghiệp sinh sống ở Sài Gòn không ạ? Kế hoạch của anh thì anh hướng là định lập nghiệp và ổn định tại Bình Dương. Còn sau này nếu có cơ hội quen em thì có thể mình trao đổi và có thể thay đổi cái, có thể lên Sài Gòn sống cũng được. Sau này thấy hợp nhau thì chúng ta có thể chuyển công việc gần nhau hơn. Còn em trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người về tính cách á, thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, ở đây bao luôn. Bao luôn. Gì nữa, nói tôi nghe. Còn coi về ngoại hình thì cao khoảng từ 1m50 trở lên là được. Da trắng hả? Dạ. Yeah. Bao luôn, nửa cái bao. Tiếp. Hết rồi chị. Hết rồi hả? Em có yêu cầu gì tuổi tác không? Dạ, em muốn là từ 86 đến 90. Em trai sinh năm nhiêu? Em 85 chị. Lọt ra không chút xíu à. Ôi, lọt có ra không chút xíu không sao em. Đâu. Khoan, để coi bên có đây bạn gái người ta đi coi tuổi gì nè. Tới 85 được không? Không, cái này cũng không phải là coi tuổi mà chỉ là ở nhà. Mẹ em nói là hai tuổi này ở với nhau thì sợ là không có làm thật là lắm. Em chỉ sợ là anh đấy lo thôi. Em là phụ nữ đâu có lo nhiều. Trời, phát đạt hay không phải do mình cố gắng cài chứ. Để hỏi bạn Nam coi. Bạn Nam có coi tuổi gì không? Dạ, dạ em không vậy. Con gì cũng được phải không? Dạ, con gì cũng được vậy. Không có con cũng được à? Em là đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở với em trai. Ba mẹ em vẫn ở ngoài quê. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ nữa không? Đó là vô tâm vậy. Không, cô này thì tề da nội trợ, nhìn mặt là em thấy hiền thục liền. Những người như vậy không có vô tâm đâu. Chắc là... Được ha? Được. Em có ghen không? Dạ, cũng có chút anh. Mình ghen cái nào đúng thì mình ghen. Ừ, cũng được. Em chào anh gái. Anh có tính hơi ghen đó, em sợ không? Em thì là một người là trung tình, nên là thì em đã xác định là quen ai là chỉ có một người đó thôi. Em có thích mơ mộng, có thích lãng mạn hay không? Chắc ai cũng một chút mơ mộng lãng mạn. Nhưng mà đừng có xuyên xúa quá là được. Vậy được ha. Em thích chừng nào đám cưới? Hai người có thể quen nhau khoảng 1 năm đến 1.5 năm. Anh này lấy liền luôn, được không? Cái đó thì tùy thuộc vào tình cảm hai người. Không, ảnh là muốn lấy liền đó, phải yêu nhau là lấy đó. Thì lúc đó yêu nhau rồi, yêu nhau đủ lớn rồi. 6 tháng được không?
Cái đó còn tùy vào hai người nữa. Anh thích 6 tháng thôi. Em chịu không? Chịu không? Chịu không? Dạ được. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em có đi với anh trai và các chị làm chung phòng với em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Em là anh trai của bé Lan. Sau thời gian theo dõi vừa rồi thì em thấy anh trai bên này cũng rất là ok. Em okay. Trai chứ sao anh trai được em trai bên này? Dạ, dạ em trai bên này ạ. Cảm ơn anh. Thì anh cũng thấy em là một người chính chắn, có công việc ổn định. Các cô từng nói là duyên phận tình ta, đấy. Duyên là do trời định, còn tình là do ta chọn. Hai em nên suy nghĩ và cho nhau một cái cơ hội. Cảm ơn anh. Còn em trai đi với ai? Em đi với anh họ, đồng nghiệp và những người bạn của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cũng chào quý vị khán giả. Anh là anh họ của Nguyễn Tiến Thắng. Đối với bên em gái thì nhìn thấy cũng dễ thương, xinh gái. Cảm ơn nói anh chuyện ạ. Cũng dễ hòa đồng, hai người nói chuyện cũng có hợp. Thì đây là cái chương trình tạo cái kết nối yêu thương giữa hai đứa, nhưng mà hai đứa sẽ cho nhau một cái cơ hội và để tiến gần xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà. Hôm nay em cũng có món quà do tự tay em làm. Tuy là không được tinh tế như của người ta, nhưng mà em mong là chúng ta có thể xích lại gần nhau như hai trái tim này. Rồi, anh cảm ơn em. Anh có cảm nhận gì về em không ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Dạ, cảm ơn anh. Hơn cả sự mong đợi của anh. Còn còn em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh là cũng cao ráo, hiền lành, nhìn cũng rất dễ mến. Không biết là anh có thích có những phim kinh dị hay là kinh ma không ạ? Anh cũng ít xem phim kinh dị và phim ma. Em thì tuy là rất là hay bị hồi hộp, hay bị sợ, bị giật mình á, nhưng mà em rất là khoái xem những phim đó. Em muốn hỏi anh là về cái việc ghen á, nhưng mà em thì em biết rõ con người em là người rất là trung tình. Em rất là thoải mái với mọi người xung quanh, có thể một bạn, mọi người, kể cả bạn nam lẫn bạn nữ. Khi mà quen biết bình thường thôi, nhưng mà khi họ chia sẻ tâm sự với em á, thì em sẵn sàng nhắn tin nói chuyện với họ thường xuyên. Không biết cái việc đó có ảnh hưởng gì, anh thấy như thế nào? Nói chung mình khi mình yêu thì mình dành thời gian cho người yêu rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng nào đó cho bạn bè, thì anh thấy điều đó là bình thường. Em nói là em trung tình cũng đúng, là cái đúng với cái quan điểm về tình yêu của anh. Các bạn ở xa cũng khá xa đó, hẹn hò thế nào? Khoảng cách từ Bình Dương lên Sài Gòn là đối với anh là gần. Em thì em rảnh gần hết là các tối trong tuần, cho nên em có thể sắp xếp thời gian tùy vào cái thời gian bạn nữ thôi. Còn em thì có thể cả tuần cũng được. Chạy nổi không mà hứa, nghe đã dữ vậy. Anh nghĩ là anh với em gặp đây là có một cái duyên. Anh thì không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn cố gắng thay đổi và tiếp thu những cái việc tốt để trở thành một người chồng và một người bố tốt trong tương lai. Bạn gái cảm nhận gì ở chàng trai đối diện? Em thấy anh ấy rất là hiền, chân thành, có thể dựa dẫm được. Bạn trai có hát bài hát nào để tặng bạn gái không? Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Xin hết ạ. Trời, đang hay quá mà. Nghe hát thấy con tim có rung động chưa? Có chút thôi. Có chút đúng không? Dạ. Bây giờ nó còn cái này rung động hơn nữa nè. Em mở cái hộp quà đi. Đứng lên, mạnh dạn lên, còn chờ gì nữa. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Đáng lẽ em phải hát chiếc vòng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Để anh cố gắng. Trời ơi, đúng rồi. Vừa đeo xong rồi hai người nắm tay luôn đi. Chờ anh xin phép nắm tay em ạ. Nắm hai tay luôn. Cảm tay, nhận. Nắm vào nhau. Mắt nhìn thẳng nhau. Vào nhau. Mắt nhìn thẳng vào nhau. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em.
Được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Và bây giờ đến phút quan trọng của cuộc đời mình nha các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Có thể nhắm mắt lại để cảm nhận được những cái gì chúng ta đã trao đổi với nhau từ nãy đến giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nụ hôn đầu tiên đấy. Anh bắt xin đầu. Gặp hôn anh vậy. Đấy xin hôn. Từ đấy đi, để nguyên, để nguyên. Thôi đây là chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 2022 chiến thắng. Đây gửi tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Hy vọng rằng các bạn sẽ hát bài Chiếc Vòng Cầu Hôn nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình. Anh sẵn đôi môi tung tăng đưa người không mến xa lạ qua bên tình yêu trao gửi thầm. Người người cùng ra xem cô dâu nói câu đẹp ý ngán xinh xinh như vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài thằng đống quê hay dễ thương quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình hẹn ăn trưa ngày hôm nay. Cặp đôi của chúng ta như thế nào? Bạn trai đã ngồi đây rồi. Xin chờ Tường một chút xíu, Tường sẽ quay trở lại ngay quý vị nha. Rồi, có rồi, ngồi ghế bên trái nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, đẹp luôn. Chào hai bạn, bây giờ mình đã ổn định rồi ha. Bây giờ mình bắt đầu chia sẻ thật lớn để đối phương có thể nghe được những cái tâm sự của mình nha, những cái nguyện vọng của mình nha. Trước tiên là thông tin cá nhân, chào em tên dạ, gì? Em chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Em tên là Phạm Trọng Hoàng, sinh năm 1987. Hoàng đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công ty may tại địa phương luôn ạ. À, công ty là mình đi làm cho người ta hay sao em? Giờ hành chánh hay sao em? Dạ, hành chánh ạ. Rồi, quê em ở đâu? Dạ, quê em thì ở Quảng Nam nhưng mà gia đình em định cư ở Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ là 30 năm rồi ạ. 30 năm rồi, dạ. Mình đang sống với ai nè? Dạ, đang sống với ba mẹ. Nhà đông anh chị em không? Dạ, có 5 người nhưng mà 4 người gái, mình em con trai ạ. Rồi, mấy em gái đồ lập gia đình hết chưa? Dạ, lập hết rồi. Còn mình em thôi? Dạ. Là giờ nhà con mình em ở với ba mẹ thôi chứ mấy cô kia đi hết trơn rồi phải không? Dạ. Rồi, tới phiên em gái giới thiệu nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên kia cùng với mọi người trong trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Huệ. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Công việc của em hiện tại đó là em là nhân viên chăm sóc khách hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 1986 ạ. 86, wow, là lớn hơn bạn trai 1 tuổi. Dạ. Em có ngại gì vấn đề tuổi tác không? Dạ, không ạ. Nhưng mà cô bên đây rất trẻ nha, nhìn rất là trẻ luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em hay giúp đỡ người khác, nói chung là nhiệt tình trong công việc với anh em bạn bè. Với lại nói được là làm được. Rồi, tốt. Có tật xấu gì không? Điểm yếu gì không? Thì hút thuốc thôi ạ. À. Hút nhiều không? Ngày bao nhiêu mấy gói? Thì cũng 7-8 điếu gì đây. Hết hồn, tưởng hỏi ngày mấy gói, 7-8, tôi tưởng 7-8 gói tôi cũng chết luôn vậy. 7-8 điếu thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà từ từ dù mình có con cái là mình phải bỏ, nghe không? Thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em thì em thấy em là một người có suy nghĩ rất là cầu tiến trong cuộc sống. Dạ, nếu như mà trong cái hoàn cảnh khó khăn thì em sẽ luôn luôn là vượt lên. Em thì tính cách thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng và em rất là dễ chịu. Nhược điểm của em thì em thấy là em có một chút nóng vội á chị. Chứ là hạn như là muốn làm một cái việc gì đó thì em hay có cái tính là muốn là làm liền và làm ngay và làm luôn. Dạ, nhưng mà sau này em suy nghĩ lại thì tức là nó sẽ tùy theo cái tình huống và tùy theo cái công việc đó chị. Nhưng mà cái gì mà cần nhanh thì mình nhanh, nhưng mà cái gì mà cần chậm, cần suy nghĩ thì mình phải suy nghĩ lại. Rồi, thế thì tình trường mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì em thấy là em hơi thiếu may mắn một xíu trong cái chuyện tình cảm. Tức là lúc thời mà em còn đi học cấp 3 thì em vẫn có, tức là vẫn có bạn trai thích và em cũng có luôn. Tuy nhiên là kiểu như là tụi em không có cái duyên á chị, ông trời không có xe duyên, cho nên là cái thiên thời địa lợi không có, tụi em không có phát triển được cái tình cảm đó. Và sau này khi mà em vào Sài Gòn em đi học và đi làm rồi thì em cũng có những cái mối quan hệ. Tuy nhiên là những cái mối quan hệ đó thì nó chỉ dừng lại ở mức độ thích và tìm hiểu thôi.
với là tụi em không có duyên á, cho nên là nó không có tiến tới được cái chuyện hôn nhân. Có nghĩa là chưa có một mối tình nào chính thức. Dạ đúng rồi, chính xác là vậy hả chị? Không có hẹn đi chơi, có hẹn hò ăn uống cùng nhau hay là có cái hẹn hò như vậy không? Dạ có chị. Rồi có hôn nhau, có nắm tay, có gì không? Dạ có thì tụi em chưa chị. Nắm tay có không? Dạ chưa luôn. Ủa chứ dạ. Đàn ông gì lạ vậy, không có nắm tay luôn hả? Dạ không, mà tại vì em nghĩ em thì nếu như mà khi nào mà em xác định là đối tượng của mình quen là tiến tới hôn nhân thì em mới là tiến tới những mấy chuyện đó. Trời ơi, đang nắm tay thôi có gì đâu. Thật ra trong cuộc sống nhiều khi nam nữ cũng bắt tay nhau vậy em. Dạ đúng rồi, nếu mà trong công việc thì giao trong Zalo thì có chị. Còn nếu như mà đang quan hệ ở mức độ tìm hiểu á, ví dụ đón em đi chơi rồi bước lên xe xuống xe gì đó cũng không có nắm tay hay qua đường, không có dắt qua đường gì luôn hả? Dạ thì mấy cái tình huống đó chưa có phát sinh đó chị. Trời ơi thiệt, uổng phí cả cuộc đời luôn á. Năm nay 34 tuổi rồi phải không? Dạ đúng rồi. Có khi nào em buồn không? Em nghĩ là tại sao mình lại như vậy? Dạ có chị, em cũng có cái suy nghĩ đó. Em thấy thôi nhiều người sao thấy cái vấn đề đó sao thấy dễ dàng quá vậy, còn em sao thấy nó khó vậy? Tại em khó tính quá không? Em không nghĩ như vậy, tại vì có thể là em chưa có gặp cái duyên của mình ấy chị, cho nên là cái chuyện đó nó không có được thúc đẩy. Rồi chút xíu chị sẽ quay lại cái vấn đề của em. Thế còn bên em trai thì sao? Em mình thì bao nhiêu mối tình có rồi? 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là năm 2012. Nhưng mà lúc đó em đang làm ở trên Bình Dương á, còn người ta thì ở gần nhà em luôn. Mình thì cứ lo đi làm, người ta thì cứ nói là sao ít thời gian cho nhau quá. Với lại lúc đó người ta mới có 18 tuổi à, nên cái khoảng cách xa xa quá, bắt đầu từ từ người ta nói thôi mình chia tay đi anh, thì em cũng thôi chứ không có gì hết. Còn mối tình thứ hai của em là năm 2016 nè. Vì bạn gái đó nghe lời gia đình quá, mặc dù thương em nhưng mà vẫn nghe lời ba. Nói chung là ba bạn ấy khó, sau này bạn ấy cũng thôi luôn. Vậy là hết rồi đó chị. Trời ơi, vậy là cũng có mối tình nào mà tiến tới hôn nhân hay sâu đậm chưa? Thì cũng ý là hai người cũng nói chuyện đồng ý rồi, nhưng mà từ từ cái khoảng cách hay gì đó thì cũng không có tiến tới cái gì hết. Kỳ vậy, vậy là yêu thương nhau chưa có nhiều. Dạ, chắc vậy. Rồi qua hai mối tình vậy mình có rút ra cái kinh nghiệm gì cho tương lai không? Dạ thì nói chung em là có người sống thiên về tình cảm á. Nói chung em cũng muốn quen một người nào đó cũng thật lòng với mình để mình xây dựng tương lai, chứ nhiều lúc thứ bảy hay gì đó nhìn người ta giống như tuổi như mình á, mà cũng có họ chở con họ đi ăn uống vợ con rồi này kia, mình cũng buồn. Thế giờ chuyến này quyết chí lấy vợ nha. Dạ. Nhưng mà khi em nghe cô bên này đó giờ chưa có một mối tình nào, chưa có nắm tay luôn đó, thì em thấy thì sao? Em suy nghĩ sao? Thì chắc những người đó làm cho bạn ấy chưa rung động à, nên là bạn ấy không cho người ta nắm tay. Dạ. Hy vọng đến em thì sẽ có một chút sao xuyến gì đó nha. Có thể nó duyên nó đến chậm, nhưng mà hy vọng là nó sẽ có gì đó nó tốt đẹp. Em mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ thì em thích về cái tính tình, thì em thích bạn đó hiền lành, chín chắn vậy. Chín chắn trong cái suy nghĩ và lời nói. Trung thủy, biết quan tâm chia sẻ và đặc biệt là biết lắng nghe. Khi mà bước vào một mối quan hệ thì em cũng rất là cái mong muốn bạn đó là thật sự là chân thành và nghiêm túc. Ngoài ra có tiêu chí yêu cầu gì về ngoại hình đồ kia gì không? Dạ về ngoại hình thì em thích bạn đó cao ráo, không ốm không mập, chung là vừa người chị, khỏe khoắn. Rồi được, bên đây mẫu người lý tưởng của mình như thế nào, muốn tìm người vợ như thế nào? Nói chung là bạn gái cao cỡ chừng 1m50 trở lên thôi ạ. Với lại biết kính trọng gia đình của mình là được, biết chịu khó làm ăn là được rồi ạ. Rồi, đâu chị coi hình em coi. Rồi, kiếm ảnh đi, cũng dễ kiếm lắm, không có khó đâu. Rồi, tìm cô ấy đi, cũng dễ tìm đó, cũng không khó đâu. Sinh năm 86, cô ấy có thể là ai? Cô này. Tại sao chọn cô đó? Tại thấy theo trực giác của em thì chắc. Sao chọn cái cô mà đang đứng gần cái anh vậy, ta phải chọn cái cô xa xa đó chứ. Rồi em chọn anh nào? Anh này. Lý do sao chọn anh đó? Em cũng cảm giác thôi chị. Rồi mình cứ cầm tấm hình đó đi nha. Cầm hình đó đi, mình kiểm tra coi đúng hay không nè. Mời hai bạn nhìn. Em gái đúng rồi phải không? Hỏi thử coi bạn gái em chọn hình đúng không vậy cưng? Cái hình kế cái người này đúng không? Kế cái anh con trai, nó là vị thứ hai đó. Trời ơi hay dữ vậy luôn hả? Thì đúng xác người con trai không à, tới bạn. Hay quá, vậy là hôm nay có điểm rồi. Điềm lành, điềm lành. Hả? Có thể nhìn thấy 4-5 cô gái mà chọn đúng cô là hay quá rồi. Chắc có duyên hả chị? Có duyên rồi, tặng quà liền cưng. Tặng quà trái tim luôn. Có món quà nhỏ tặng em. Em cũng có món quà gửi tặng cho anh ha. Cảm ơn rồi. Em nhiều. Quà gì vậy hai đứa?
Dạ em là một hộp sô-cô-la. Bên đây tặng gì đây? Dạ em gửi tặng cho bạn cái khung hình à. Thì em rất là hy vọng là sau này khi mà tụi mình về chung một nhà thì mình sẽ có cái bức ảnh gia đình trong cái khung ảnh đó. Thấy đại đời đùm lành nhiều lắm rồi đó nha. Em thấy rất là vui ạ. Tại vì theo như trực giác của em đoán bạn ấy là đúng bạn ấy luôn. Nói chung là thấy rất là vui. Rồi, còn em, cảm xúc đầu tiên? Nói chung là em thấy bạn thì bạn cũng dễ thương, nhìn cũng hiền. Nhưng bây giờ bắt đầu cho một cái mối quan hệ tương lai mình chưa nói trước được. Bây giờ là anh em chứ không có bạn mình, tôi tự tin lên. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho. Mình vừa ăn, mình vừa tâm sự tiếp nha. Dạ. Chị Tường muốn là anh em cho nó ngọt miệng, cho nó quen miệng trước. Để mà hồi tôi đi ra ngoài mà trong này cứ mình tôi bạn bạn hoài mệt lắm. Mời hai em thưởng thức món ăn của nhà hàng Ăn Kho. Đây là món lõi vai bò Mỹ nướng sốt teriyaki, bánh khoai tây, bông cải, xào bơ và sốt vang đỏ, rất là hấp dẫn. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn có một buổi trưa ngon miệng. Rồi ăn đi cưng. Em có hay đi du lịch không? Dạ thì nói chung là công việc của em thời gian nhiều quá, cho nên em cũng không có thời gian để đi nhiều lắm. Nếu vậy thì thứ bảy chủ nhật giống như anh rảnh thì em có thể đi giống như mình đi chơi hay mình đi xem phim gì đó. Dạ tại vì cái công việc của em á là em làm nó mang tính chất linh động á anh, tức là trong một tuần em sẽ nghỉ bất kỳ một ngày nào đó. Thì không biết là anh có cái ưu điểm gì trong tình yêu hơn ha? Nói chung là anh là người sống thiên về tình cảm á. Anh cũng biết ga lăng, biết chiều chuộng bạn gái. Dạ. Yeah. Thì ví dụ là khi mà hai đứa mình quen nhau á, thì anh có dự định là khi nào mình sẽ kết hôn kiểu như vậy á? Tức là mình đã xác định chưa nếu như mà mình bước vào một mối quan hệ? Tất nhiên là giờ lớn rồi em, cũng phải xác định một mối quan hệ để tiến tới hôn nhân. Dạ. Yeah. Thì theo anh á, thì nghĩ khoảng năm gì đó. Còn nhưng mà phải phụ thuộc vào bên bạn gái nữa. Dạ đúng rồi. Thế là em chỉ muốn biết cái suy nghĩ của anh thôi. Tức là anh có gì anh khi mà anh quen á thì anh muốn là mình muốn cưới sớm hay là mình quen lâu rồi mới cưới kiểu như vậy á. Trong một cái giai đoạn vừa khoảng sớm thôi. Dạ. Nhiều hơn sớm một chút xíu chứ sớm quá giống như 3-4 tháng gì đó cũng không được. Khoảng 6 tháng hay 8 tháng gì đó. Dạ. Thì mình cảm thấy chín mùi thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Tại vì dạ, hai đứa mình cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì em cũng thấy như vậy. Thì nói chung là kiểu như là mình tìm hiểu, mình cảm thấy chúng là đủ chín mùi rồi thì mình sẽ tiến đến thôi đúng không? Đúng rồi. Không biết là anh có cái câu hỏi gì dành cho em không? Anh chỉ muốn hỏi là tại sao em cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹ vậy mà tới bây giờ em chưa có yêu một lần người nào á? Dạ đúng rồi, đó là cái câu hỏi mà em cũng tự hỏi bản thân của em bấy lâu nay đó. Nhưng mà em suy nghĩ là tức là em cũng có đối tượng nhưng mà kiểu như là nó không có hợp, cho nên là nó bị nhiều yếu tố chi phối á, cho nên là em không có quen được. Em cũng rất là mong là mình sớm gặp được cái định mệnh của mình. Thì anh cũng hy vọng như vậy, tại vì thấy mình có nhiều, có 1-2-3 điểm tương đồng gì đó rồi. Dạ thì em cũng hy vọng là điều tốt đẹp sẽ xảy ra đối với mình đó. Ủa, em ở Bình Thuận? Đúng rồi, em ở Bình Thuận. Em bao lâu thì em mới về nhà một lần? Em thì hồi đó thì lúc mà mới vào Sài Gòn á thì em hay về nhà giống như đi chợ vậy đó. Là nhưng mà sau này thì khi nào mà có việc cần thì tụi em mới về. Em hay đi về bằng xe máy luôn à? Em đi xe đò. Xe đò. Dạ, em nói chung là em không có ngại, em ngại đi xe máy, đi đường xa thì em ngại. Thì sau này mà mình quen nhau rồi thì lâu lâu muốn về thì alo cho anh sẽ chở về nhà. Dạ. Hay quá ha, giờ tính tới chuyện chở về nhà luôn ha. Nãy giờ chị ra ngoài thì chị cũng thấy là hôm nay mình đi có người thân mình đi theo. Em đi với ai? Em đi với chị gái. Em đi với ai? Dạ mẹ em ạ. Rồi, thế bây giờ mình sẽ mời bác vào, mời chị em vào nhé. Để xem hai gia đình hai bên có ý kiến gì về cuộc buổi họp mặt ngày hôm nay. Dạ con mời vô ạ, con mời bác, mời chị gái vô. Dạ, chào bác ạ. Hỏi bác năm nay bao nhiêu ạ? 67. 67. Thế nãy giờ lên rồi nghe hai con nói chuyện thì bác cảm thấy như thế nào? Rồi bác có yêu cầu gì về con dâu tương lai không? Dạ không có yêu cầu, nhìn thấy nó đã được rồi. Nhìn thấy là vậy được rồi, ưng rồi. Không phải, nó thấy chắc chắc. Thì con thấy bác 67 tuổi chứ mà thật ra bác rất là đẹp. Dạ thì bác thấy con như thế nào ạ? Bác thấy con là được. Dạ cảm ơn ạ. Dạ nếu như mà được thì thí dụ như mà hai bạn này muốn kết hôn sớm thì bác có đồng ý không? Không được hết. Mình đã có chuẩn bị tâm lý sẵn con sàng chưa? Hết rồi. Sẵn hết rồi. Thế về con trai bác ở nhà có tật xấu gì không bác? Tật xấu là ngủ nướng.
À. Đi làm tới thứ bảy, xong thứ bảy ngủ, chủ nhật ngủ luôn. Đeo giày giữ nhà thì giữ nhà, còn không thì sao đi chợ. À, nhưng mà tại vì đi làm cả ngày rồi thì là bây giờ cũng phải cho cuối tuần cho nghỉ ngơi. Nhà không có rảy. Dạ, rồi, hy vọng lần sau này mình có nhiều cái duyên hơn. Trước tiên là có thể đưa bạn gái về nhà chơi, thăm mẹ ha. Mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ, rồi ngồi xuống đi cưng. Chị nhận thấy bạn trai này như thế nào? Dạ, thì cái bước đầu tiên thì em thấy thì em trai này rất là có khuôn mặt thiện cảm. Thiện cảm. Thì đến đây thì cũng là cái duyên để dành cho hai đứa rồi. Dạ. Là hai đứa cũng lớn rồi. Thì mong là hai đứa là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Chứ mới gặp thì mình chưa nói gì, nhưng mình phải cho nhau một cơ hội để mình tiến xa hơn. Em là chị ruột đó phải không? Dạ. Chị thứ mấy? Dạ, chị thứ ba. Chị thứ ba. Rồi, như vậy thì hôm nay gặp nhau, gia đình hai bên cũng là cái nhân duyên. Trước lạ sau quen thì trước tiên biết đâu sau này mình cũng là su gia. Thế bây giờ em qua rồi chào bác, mình chào hỏi biết đâu ha. Sau này mình cũng là quyến thuộc, bà con quyến thuộc với nhau. Rồi, Tường cũng thay mặt cho chương trình, trước tiên là chúc bác nhiều sức khỏe, chúc em nhiều sức khỏe nha. Một hồi đoạn đường về nữa, chúc hai mẹ con thượng lộ bình an. Hy vọng rằng thời gian sắp tới bác sẽ có dâu hiền nha. Tôi cũng rất cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Rồi. Rồi, vui ha. Tại vì mẹ cũng có vẻ đồng ý, chị cũng là đồng ý. Thực sự là tuổi tụi em chín chắn hết trơn rồi. Thôi bây giờ chơi một cái game show nhỏ nhỏ cho vui. Bóc một lá bài coi yêu cầu của chương trình nói gì. Đọc lớn lên nè. Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc dễ thương khiến bạn nam bật cười. Trời ơi, vừa hát vừa múa nữa nè. Rồi. Dạ, chị cho em hát, em không biết múa. Em hát, bạn này múa minh họa. Dạ. Rồi, mời em. Em sẽ hát bài Tơ Duyên ha. Anh biết bài đó không ạ? Anh không biết, nhưng mà anh sẽ múa minh họa. Dạ. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mới, tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói câu đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng quê hương. Hay, dễ thương quá. Người ta có hỗ trợ mình đấy nha. Giờ tới phiên mình nè, bóp thăm coi. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít tấp 10 cái. Rồi, ra vào đó luôn cưng. Hít tấp có 10 cái dễ ẹt. Đếm đi em. 1 5 6 7 8 9 10. Rồi đủ rồi anh. Trời, bonus thêm cái nữa ha. Ồ, sức khỏe dẻo dai, được. Hít đất nhiều vô cho cái bụng nó nhỏ lại. Ok rồi đó, cao ráo, đẹp trai mà bụng có hơi dư mỡ xíu xì xiu thôi. Bây giờ mời em qua đây. Chị mời em qua đây. Bạn gái chưa bao giờ nắm tay một người bạn trai. Mời em đứng lên. Chị chỉ nắm tay thôi chứ không làm gì đâu. Nắm tay đi hai em. 30 giây cho chị nha. Nhìn thẳng vào nhau. Và cuối cùng hãy phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em có thấy rung động không? Là em thấy tay của anh ấm. Ấm có nghĩa là có một luồng hơi ấm truyền vào tay em á. Dạ. Anh hy vọng em sẽ bấm nút để cho hai đứa mình một cái cơ hội. Dạ. Cảm ơn em. Đó, chị lạo tạo thêm một cơ hội cho hai bạn nữa. Đây cũng phải có thể là cái nắm tay đầu tiên phải không em? Dạ. Đây là cái nắm tay đầu tiên với một cái người khác phái mà không phải là công việc, đúng không nè? Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Hai em suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu chúng ta cảm thấy rung động và có một cái gì đó, một cái điềm lành, một cái dấu hiệu tốt từ cái người đối diện, thì chúng ta hãy nắm bắt cái cơ hội của mình. Hai em cũng lớn hết rồi. Trừ khi nào mình cảm giác là mình không có cảm xúc, cảm thấy là đối phương này không phải là người mình muốn tìm, thì thôi mình cứ cho qua cái cơ hội này, coi như duyên mình nó còn đâu đó sẽ đến. Nhắm mắt lại, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của chị Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Dạ em xin lỗi là em... Anh xin lỗi bạn nam bên kia, là thật sự là em cũng chưa có cái cảm xúc nhiều lắm. Hôm nay thì đương nhiên là chị tôn trọng cái quyết định của mình, nhưng mà chị hy vọng những cái lần sau trong cuộc sống em cứ phải mở lòng ra, hãy thử cho mình một cơ hội đi. Tại vì nếu mình nhìn mình chưa có cảm xúc bằng tình yêu, bằng trái tim, thì mình phải dùng lý trí.
Nếu mình nhìn lý trí mà mình cảm nhận người này là nó được coi như là tương đối đủ những cái điều mà mình mong muốn, thì mình hãy thử cho mình một cơ hội. Nhiều khi nó qua cái quá trình tìm hiểu nữa rồi từ từ cái tình cảm nó mới phát sinh nha. Chứ nhiều khi là mình cẩn thận quá những cái lúc đầu như vậy mình sẽ có thể bỏ qua những cái cơ hội cho mình. Chị chỉ có ý kiến như vậy thôi nha. Rồi hôm nay thì bạn gái không bấm nút thì cảm xúc của mình như thế nào? Dạ hơi buồn tí ạ. Buồn ha. Dạ nhưng mà đúng là mọi thứ nó đều là nhân duyên cả. Có thể nó cũng chưa có cái duyên. Thôi mời hai bạn đứng lên đi nè. Tường rất là buồn luôn quý vị, vì Tường nghĩ rằng cặp đôi này rất là xứng đôi, gia đình hai bên cũng rất là đồng ý. Nhưng mà cảm xúc, khi mà đã dùng cái từ cảm xúc mà cô gái nói cảm xúc không có thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà Tường cũng cảm nhận rằng đây là một bạn trai rất là chân thành, cũng rất là chín chắn và nhiệt huyết trong cái tình yêu. Thì thôi hôm nay cái duyên mình chưa tới, Tường cũng hy vọng rằng là cái tình cảm của em, cái tình duyên đâu đó của hai em nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng và bất ngờ trong một cái ngày gần đây. Chúc hai em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình nha. Cảm ơn vì đã đến tham gia với chương trình. Một lát nữa đưa mẹ về, cẩn thận nha. Rồi, cảm ơn em. Em gái cũng vậy nè, đây là một món quà của chương trình dành tặng cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc em luôn tươi trẻ, xinh xắn. Và hy vọng rằng là em sẽ có một cái cơ hội nào đó mở lòng mình ra để đón nhận cái tình yêu của cuộc đời mình. Rồi, cảm ơn em. Còn bây giờ thì Tường xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Đàn trai bước ra sân khấu. Xin chào, rồi mời hai bạn trai ngồi đúng cái ghế của mình nha. Ổn chứ chị? Ổn rồi. Hai cô gái xinh đẹp của tôi, xin mời. Đi trước đây coi. Trời ơi. Hai bạn trai và hai bạn gái thì đã có mặt tại cái ghế đúng màu của mình rồi. Người thân của hai bên thì không có mặt tại phim trường, chỉ có hai cái màn hình thật là lớn. Người thân của coi như là gia đình hai bên, họ nhà trai, họ nhà gái sẽ ngồi ở nhà của mình và vẫn theo dõi được chương trình. Một tràng pháo tay cho tất cả. Trời, hai cô gái xinh đẹp quá. Đạt thấy không Đạt? Dạ, hai cô gái ai... Bữa nay đàn trai không có người thân rồi. Chị đại diện cho đàn trai luôn hả? Hôm nay chị sẽ đứng về đội của em. Chị coi như làm người thân của em để chị tư vấn giúp cho em được không? Dạ rồi, em cảm ơn chị. Tin tưởng chị Tường không? Dạ, em tin tưởng. Tin tưởng, yeah. Rồi bây giờ chị hỏi em luôn, giới thiệu tên tuổi của mình đi cưng. Chàng trai đó ngồi ghế màu gì? Đang ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Em là Huy, em sinh năm 93. Hiện tại em đang sống tại quận Tân Phú. Quê bố em thì ở Hà Nội, mẹ em thì quê ở Hà Tĩnh. Mẹ em thì sinh ra và lớn lên tại Hồ Chí Minh. À, rồi. Hiện tại mình đang làm công việc gì Huy? Dạ, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh. Thì em đang dạy ở các trung tâm thôi. Ừ. Đây cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ, nãy giờ ngồi rất gồng, tự giới thiệu về mình đi. Em tên là Tú Uyên, em hiện đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện em ở quận Nhất, làm ở quận 8, làm marketing cho một công ty logistics về nhập rượu. Thêm là có làm thời trang thiết kế của nhãn hàng riêng của em. Nhãn hàng riêng của em, nhãn hàng riêng của em là gì? Nhãn hàng riêng của em là Minor. Hả? Minor. Minor là gì? Minor thì trước thì tên full nó là Minor Kleiner, tiếng Đức có nghĩa là cô gái đáng yêu của tôi ơi. Kiểu gọi cái cách gọi thân yêu của người Đức á. Dịch á thì giao dịch thì em đã chuyển về làm online luôn. Và chỉ nhận order thôi, order may đo thường là sơ mi quần tây với lại blazer cho cả nam lẫn nữ. Sản phẩm may mặc dạ, nhãn hàng của em luôn. Dạ đúng rồi. Tú Nguyên nha Tường ơi. Rồi, tiếp tục chúng tôi sẽ đến với chàng trai ở ngồi ghế màu xanh. Các bạn lắng nghe nhé, em tên gì? Cầu Tiến có phải là đức tính bẩm sinh? Tôi nghĩ là không. Tôi đã dành hơn 5 năm để từ một sinh viên nghèo trở thành giám đốc. Tôi là Minh, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, 29 tuổi. Rất vui được chào mọi người, hai MC và hai bạn gái bên kia. Ghê. Đầy đủ họ tên? Đoàn Phan Quang Minh, sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 92 chị ạ. Trời ơi, giới thiệu quá ấn tượng về. Giám đốc công ty gì? Công ty của em chuyên về may mặc đồ thể thao. Công ty may mặc, ủa sao tự nhiên bên kia hình như tôi mới nghe cái gì thể thao phải không Đạt? Dạ, bên đây là may mặc quần tây, áo sơ mi, cô gái bên đây cũng của có tôi. Một người may mặc luôn. Mà giám đốc công ty mình cũng được bao nhiêu thành viên? Hơn 20 mấy người. Wow, quá dữ dằn. Ủa xin lỗi, rồi trong mùa dịch vừa qua rồi sao? Dạ phải đóng cửa lockdown, phải hạn chế. Bây giờ đã hoạt động lại chưa em? Dạ, chuẩn bị hoạt động lại, đang sóng gió
sóng gió ha. Nhưng mà mình vẫn ngồi đây, thuyền vẫn chắc. Rồi, chúc em sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong cái công việc của mình để bù lại những cái thời gian vừa qua nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, hai chàng trai tôi ngon lành, một người thầy giáo anh văn, một người là giám đốc công ty may mặc. Còn em, cô gái. Dạ, em là Phạm Ngọc Thủy ạ, quê ở Thanh Hóa, còn hiện tại là em đang sinh sống tại Sài Gòn, ở Tân Phú luôn ạ. Em đang mở tiệm nail, 4 tháng nay thì em cũng nghỉ dịch. Em có làm nail online không? Em có làm nail online không? Dạ không, em không online. Em có buôn bán online ạ. À, buôn bán online. Ghê vậy đó, dạ. Quỷ đạt ác ghê vậy đó. Nail mà làm online làm sao đạt? Ôi, nói chuyện thật thà dễ thương quá trời luôn Tường ơi. Em hơi rồi. Anh ơi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Nhưng mà Đạt ơi, dạ, hôm nay trước tiên đến phần giới thiệu của 4 người tham gia chương trình thì nó có một cái sự gọi là trùng hợp, nó hơi chéo chéo. Chàng trai ở ngồi ghế đỏ đó, bạn Huy đó, thì là ở Tân Phú. Thủy ngồi ghế xanh cũng ở Tân Phú. Mà cái cô gái ngồi ghế đỏ đó thì lại hợp với cái chàng trai ngồi ghế xanh bên tôi là cùng may mặc. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái sự ghép đôi này chẳng qua là chúng tôi ghép đôi với những cái thông tin mà các bạn ấy đăng ký tham gia chương trình thôi. Nó là tạm ghép đôi như vậy nha các em nha. Nhưng mỗi người đến tham gia chương trình ghép đôi thần tốc thì cơ hội sẽ được nhân đôi. Bây giờ thì để đi tìm hiểu rõ hơn một chút thì vẫn ưu tiên mời Huy ở chiếc ghế màu đỏ. Huy giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Cái gì kỳ vậy? Gì? Cái gì kỳ vậy? Gì ghê vậy? Gì mà điểm mạnh gì vô tôi muốn bật cửa. Như là em luôn đúng giờ này. Em chỉ được phép đúng khi mà phụ nữ kêu em đúng. Còn phụ nữ sai thì có thể sai em giặt đồ, nấu ăn. Ủa? Chế lau nhà. Dạ. Thầy giáo rất duyên dáng. Điểm yếu thì em có buôn bán thêm online với lại dạy học nữa. Thì buôn bán về mặt hàng điện thoại, iPhone, iPad, MacBook á. Nói chung cũng nhiều việc cho nên là cũng nhiều khi trí nhớ nó hơi quên xíu. Thầy giáo mà còn bán hàng online nữa nha. Thầy giáo không phải dạng vừa đâu nha. Khách hàng chắc học trò mình không hả em? À đúng rồi anh. Mình có tập 6 gì không Huy? Rút ra vậy. Hơi lười chứ. Hơi lười. Có thể là em biết nấu ăn nhưng mà ví dụ như ở nhà mẹ em nấu em không nấu kiểu vậy. Em chỉ biết ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Sao thanh niên còn ở với mẹ được mẹ cưng chiều là chuyện bình thường. Thanh niên là có quyền lười, không có gì hết. Ha, Tú Quyên hả? Em thấy dạ, sao? Đúng rồi. Dạ, dạ không được. Dạ không được. Điểm mạnh, điểm yếu của em nào? Điểm mạnh của em, mình nói điểm mạnh trước. Đúng hay rồi. Mình nói điểm yếu trước đi. Tùy em thôi. Mình nói điểm yếu trước đi. Thật ra thì em điểm yếu thì thường là em kiểu em cũng không biết nữa. Em cũng không biết nữa. Là cái em không biết. Đó như thấy cái đó là điểm yếu em luôn rồi. Đúng đó. Rồi, tại vì em có cái là em hay quên á. À, điểm yếu là hay quên. Dạ đúng rồi. Ví dụ như quên gì nè. Hồi nãy mình nói gì ta? Ôi trời ơi, cô gái là dí dỏm rồi đó này Tường. Bên chị có thầy giáo trị ca này, yên tâm. Mới vừa nói gì quên luôn, thật là hay quên. Em ví dụ, em rất là khó tính. Thường thì con gái thì hơi khó tính là được rồi. Nhưng mà cơ bản riêng em thì em rất là khó. Khó tính là ví dụ em khó về vấn đề gì? Em khó về thứ nhất là cách cư xử á. Dù con trai hay con gái, nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá, tức là em không thích là em có thể là bye em đi về luôn, hoặc là em có thể là không choi cái party đó nữa. Còn điểm mạnh của em thì em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Em hiền trong thâm tâm của em á, trái tim em nó hiền. Em hiền trong thâm tâm của em á, trái tim em nó hiền. Cho bồ câu ăn hay là ê bộ dữ là không cho bồ câu ăn được hả? Hả? Đúng rồi, cái gì đó hiền nó như làm cái thùy mị trong tâm chưa hiểu được cái thế nào. Em có thể mặc áo dài nấu ăn. Ồ. Ủa gì vậy em? Ủa rồi là chị hiền, chị giữ là chị không mặc áo dài được hả em? Sao hả? Anh kêu là em phải show cái hiền á chị. Tức là bây giờ em ví dụ điển hình luôn, để em mặc áo dài cho nó hiền luôn. Có không? Chị thấy chị mặc áo dài chị vẫn giữ đó em. Nó không phải hiền nha, áo dài nấu ăn là hiền. Không, ý là em chỉ muốn ví dụ cho anh thấy rằng em có thể là hiền từ trong nội tâm, là thể hiện là một cô gái Việt Nam mặc áo dài và thôi bây giờ cổ nói cổ hiền được. Mình tin cổ hiền đi. Thì đúng rồi. Em cũng khó nữa rồi để cổ nói hiền lành đáng yêu dịu dàng trong sáng. Trời ơi, đáng yêu dịu dàng trong sáng, thầy giáo chết chưa? Chết thầy giáo rồi. Rồi. Bây giờ về nhà là mặc áo dài nấu ăn nè. Đó, dữ dằn luôn. Bên đây thầy giáo cười tủm tỉm luôn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳ Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bây giờ chúng ta sẽ bắt qua tới chàng trai bên này. Bạn Minh, giám đốc công ty may mặc nè, mời em điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là gọi là keo kiệt. Các khoản chi tiêu của em hệ đó phân thành tất cả các hạng mục thì em sẽ không vượt được. Ví dụ như tiền cho gia đình, hay là tiền cho chính mình, hay là tiền cho bạn gái, hay là tiền cho
các mối quan hệ về ngoại giao hay là từ thiện thì em cũng sẽ phân thành các hạng mục đó. Cái đó đâu phải gọi là keo kiệt, cái đó là mình là người có kế hoạch chứ làm sao gọi là keo kiệt được. Tại vì trong cái kế hoạch của em mà còn có chi cho bạn gái, chi cho từ thiện thì không thể nào nói em là người keo kiệt. Keo kiệt là mà là người sống có kế hoạch. Ví dụ như là em sẽ cho bạn gái 20 ngàn, làm từ thiện 10 ngàn, sáng nay ăn 5 ngàn thì đó mới gọi là keo kiệt chứ. Dạ cũng phải đó đó. Dạ cũng phải đó. Trời ơi cái gì? Cũng khoảng đó luôn hả? Dạ có nghĩa là có hạn mức và không vượt quá được, nghĩa là em rất kỷ luật phần đó. Có nghĩa là tất cả có kế hoạch hết và dạ, rủi có phát sinh là không được. Dạ có nghĩa là em sẽ rất bực bội về cái vấn đề mà phát sinh. Mới quen bạn gái đột xuất rồi sinh nhật rồi có chi để mà mua quà rồi tặng bạn gái, vậy là nó trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch? Quan trọng thì mình phải ưu tiên. Là có bực bội không? Bạn gái hạnh phúc là mình vui. Vậy thì đâu có phải gọi là keo kiệt. Tốt, cái đó là điểm mạnh phải điểm yếu em. Điểm mạnh. Ồ dạ. Còn gì nữa không? Cái điểm mạnh thực sự mà em cũng nghiên cứu, có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Cái gì? Cái gì? Mình nói gì vậy? Sao người ta đứng chỗ đó mà em liền. Mời em giải thích. Dạ, có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Có chỗ đứng, ví dụ như là qua cái dịch Covid thì mình nhìn thấy là cái cảnh mà nhiều người tha hương về quê. Đó thì mình thấy voi thì coi lại mình. Có chỗ đứng ở đây nghĩa là mình phải có một cái nơi ăn chỗ ở và không ai đuổi được mình. Có nghĩa là ví dụ như là nhà ở hay là cái gì đó, khẳng định về cái đó là có chỗ đứng. Cứng chỗ đó là cái gì? Đó, còn cứng chỗ đó là nghĩa đen là chắc mọi người cũng biết rồi. Cơ bắp hả? Cơ bắp. Rồi còn nghĩa bóng là cái gì? Nghĩa bóng có nghĩa là người đàn ông phải có ý chí cứng cỏi. Cứng rắn. Đó, chính xác. Nghĩa là nếu mà vị trí hiện tại là mình là công ty đi, chủ công ty thì mình phải có một cái nghị lực. Vị trí gia đình thì mình phải là trụ cột của gia đình, mình phải cứng cỏi về ý chí và nghị lực. Đầu tiên trước là phải là sức khỏe, trước hai là những ngoại giao. Ngoại giao thì biết cứng là... rồi đó, sức khỏe từ từ biết. Ai biết biết sao mình biết được. Thì đó. Giám đốc đã lên tiếng. Ủa sao càng ngày càng đổ mồ hôi quá vậy? Tại nghe đâu đó ta... bình thường thôi Thủy. Dạ. Không gì sợ, người ta có chỗ đứng người ta cứng chỗ đó luôn rồi. Bây giờ em sao nè? Mạnh em yếu thì, em sao nè? Yếu trước anh nhé. Yếu em yếu gì nè? Em thì ít nói, em cũng không có đi hay ra đường á. Nói chung là em chỉ ở nhà không nên em hay run. Chủ tiệm nail mà run gì? Không, em run lắm anh ơi. Tại vì em chưa bao giờ mà em tiếp xúc nhiều người á. Em mà hay quên nữa. Nhút nhát hả? Nhút nhát, dạ đúng rồi, nhút nhát lắm anh. Bây giờ mạnh dạn anh đi có gì đâu. Dạng không, mạnh em mạnh mẽ lắm rồi đó. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Người ta có chỗ đứng cứng chỗ đó luôn rồi kìa. Bây giờ em nhút hoài cái đó hồi ta xỉu luôn. Thì bây giờ em xỉu luôn đây luôn. Đưa em đi bệnh viện. Em gồng lắm luôn mấy anh. Gồng luôn rồi. Điểm mạnh nè. Điểm mạnh của em á là hả? Cái gì cũng biết làm anh ơi. Những cái việc là làm. Nấu ăn nè, em cũng biết may. Nói chung cái gì em cũng biết á. Đánh võ. Võ em cũng biết đánh luôn anh. Đánh võ luôn. Dạ. Em giữ vậy ta. Đúng rồi, ngày xưa em đánh nhau ở trong lớp mà. Em đánh nhau ở trong lớp mà. Trời, năm đó năm lớp mấy? Năm lớp 5 anh ơi. Năm lớp 5 em đánh nhau. Vậy mà em nhút nhát gì? Nhưng lúc đó em còn võ, còn bây giờ em lớn rồi. Em lớn rồi. Đánh quá, giờ nhát. Hồi đó đánh nhau đánh thắng hay thua em? Dạ chị ơi, em thắng chị, lúc nào em cũng thắng hết. Trời ơi trời. Em đánh trai luôn anh. Đánh con trai luôn. Dạ đúng rồi. Sao đánh người ta vậy? Tại vì nó láo vậy. Tại vì nó láo. Tại vì nó láo vậy. Nó láo vụ gì? Thì nó chửi em anh. Chửi sao? Đi chăn trâu á. Hồi đó em ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi, em ở quê. Em ở quê em đi chăn trâu. Đúng rồi. Xong rồi chọc em á nên em đánh thôi. Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao? Cái gì sao rồi? Sao sợ luôn trời luôn á. Không có kỹ năng phòng vệ gì là tốt. Có em, nếu mà em á, em sợ không? Không sợ. Em cũng học võ rồi. Võ gì? Đó, taekwondo. Thiệt không? Dạ có. Đai gì? Chỉ có đai xanh thôi. Đai xanh thôi. Em có cái đột biến tâm lý gì không mà từ quất người ta hết mà bây giờ là run rẩy gì? Không, bây giờ là kiểu như em lên Sài Gòn á, kiểu như em chỉ ăn với nhà không nên em run. Nhưng mà giờ vợ tỷ ai ăn hiếp em nữa, em có quất nữa không? Không, em run lắm chị. Nhỏ ngầu nhiều là bây giờ yểu điệu thục nữ nhiều á. Dạ đúng như... rồi. Bây giờ mình vô tình trường đi, ưu tiên phụ nữ trước đó. Em đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em có một vài. Một vài. Một vài. Vài. Chữ vài là bao nhiêu nè? 1, 2, 3. Ba người. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mối tình thứ ba, là 3 năm trước. Còn mối tình đầu tiên là bao lâu? 3 tháng mà mắc cười nhất. Đó là em 21 tuổi đó là. Sao mắc cười? Để em kể chuyện cười tình yêu cho anh coi coi. Để em kể anh nghe. Đó lúc là sinh viên á, thì do năm hồi đó đi học cấp 3 là không bao giờ biết mà bạn trai là gì hết, toàn đi chơi game thôi. Thế xong rồi lên sinh viên thì thấy ai cũng có bồ, thấy theo các bồ có gì vui mà mọi người có cặp nhau. Em hồi xưa là game thủ. Dạ đúng rồi, audition. Audition, ai cũng có bồ hết chứ mình không có. Cái sao nè? Thấy lạ, anh thấy tò mò. Cái xong rồi em cũng cặp bồ với một bạn trong lớp, quen được thời gian á, 1 tháng 2 tháng gì đó, cái bạn đó nhắn tin với một bạn lớp cái bên nữa. Cái xong rồi cái em thôi chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai nó nhanh không? Mối tình thứ hai thì 1 năm.
Một năm luôn. Hình như em bị gì anh, kiểu như em cứ bị một cái lời đó, kiểu như là em cứ quen bạn trai, các bạn trai cứ tháp Eiffel trên đầu em vậy. Chấm một cái tháp Eiffel trên đầu em. Đúng rồi, đúng rồi. Thì có bạn kia thì nhắn tin bạn, rồi bạn thứ hai thì cũng thì nhắn tin nhiều người hơn. Nhắn tin nhiều người hơn là đó, có một cái tháp luôn. Đúng rồi, có một cái tháp luôn, cái tháp Eiffel, xong rồi cái em chia tay, xong bạn thứ ba. Sâu đậm nhất nè. Một cái lạnh mắt. Một cái gì? Cái làn mắt 81. Một cái bự hơn nữa. Đúng rồi. Mà sâu đậm nhất. Đúng rồi, sâu đậm nhất mà nguyên một cái làn mắt 81 luôn. Kéo dài bao nhiêu lâu? Ờ, 2 năm. Là nói chung là ba cuộc tình bị cấm sừng hết. À đó, nó là vậy. Đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi chưa có bồ tiếp? Chắc cũng gần 3 năm rồi. Hy vọng lần này thành công rực rỡ nha. Không nha. Ha. Mời thầy giáo, nãy giờ cảm xúc gì khoanh tay rồi. Trời ơi, thầy tôi nghe kể chuyện có đem sừng theo không? Dạ. Phụ nữ không có thích bị cấm sừng nha. Dạ dạ. Mà em sao, có cái gì ghê gớm trong cái tình trường không? Xưa giờ thì em quen hai người. Ừ. Thì một người đầu là năm nhất đại học thì em quen được 2 tháng. Ừ. Lúc đó mới lớn thì vui cho biết thôi. Cô cho biết luôn hả? Dạ dạ. Còn người thứ hai là em mới chia tay năm ngoái. Mới tình nó kéo dài bao lâu? Một năm. Tuổi đó là cũng tuổi kết cặp kê, kết hôn được rồi, lý do gì chia tay? Em cũng đề nghị năm nay cưới. Ừ. Nhưng mà bên bạn nữ kêu là chưa sẵn sàng. Em nghĩ là nếu mà chưa sẵn sàng thì không nên tiếp tục. Cái quan điểm của em nó khác mọi người, là không muốn kéo dài quá lâu. Kiểu 5, 6, 7, 8, 9 năm gì đó, em thấy cảm thấy nó hơi không bị thiết. Em chỉ thích quen khoảng 2 đến 3 năm là cưới là vừa. À, cổ bao nhiêu tuổi, cô nhỏ nghe mấy tuổi? Bằng tuổi em. Bằng tuổi là tới cái tuổi là lấy chồng rồi mà có người cầu hôn là vui chứ. Nói chung là cô đó đang trên đà phát triển sự nghiệp chị. À, cho đó nên là có nguyên nhân. Cuối cùng là chọn sự nghiệp, em tôn trọng quyết định rồi em ra đi thôi. Lần này mà quen nữa là bao lâu nữa để kết hôn là phù hợp với em? Em muốn cưới trước 30. Nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Một năm mấy nay là cũng chưa có cái gì hết đúng không? Từ đầu năm tới giờ. Ờ, cũng dịch giả quá, đúng không rồi, đi ra ngoài ha. Tập trung dạy học với buôn bán thôi. À. Chị biết là Covid á, người nhà em cũng có mất. Một số cái khác nó liên quan nữa nên là cũng phải chi nhiều lắm. Thôi chị chia buồn với em quá. Nhưng mà chị em mình còn ngồi đây được là hạnh phúc rồi. Dạ, đúng rồi. Ha, thôi cố gắng nha. Mỹ còn rung không? Em hả, lúc nào nãy giờ cũng... khi nào em bình tĩnh lại, chuyện tình yêu của em như thế nào? Chuyện tình yêu của em là hai hoặc ba người gì đó. Hai ba người gì đó. Dạ đúng rồi. Chính xác là con số bao nhiêu? Ba. Ba. Mối tình đầu của em thì là năm em 19 tuổi anh. 19 tuổi. Dạ, quen nhau được 3 năm thì em đi bói, bà bói nói bồ em. Đi coi bói sao nè? Dạ, bạn em nó rủ em đi coi bói nhưng mà đây là em không có bói. Mà lúc đó thì bà bói mới nói là có coi luôn cho bé này không? Em nói là không, bà nói coi đi. Thì em nói thì cô tự nhiên coi đi theo chơi thôi mà riêng bà nhìn thấy cái bắt dông luôn hả? Dạ, xong rồi bà nói là hả bồ em đang ngoại tình nhưng mà em không có tin. Bồ em lúc đó đang đi công tác, em mới gọi điện cho bồ em nhưng mà gọi không có được và thuê bao không mà bình thường bồ em đi công tác á em gọi được, xong rồi em hơi nghi xong á thì em về thì em chặn đầu em nói thôi, rồi bồ em kiểu như khai ra hết anh. À. Là lúc đó là đã không có đi công tác mà là đi du lịch với gái. Trời ơi, xong phim luôn. Sao bữa nay tình trường của mấy cô gái tôi éo le dữ vậy trời. Bồ em lại đòi là đòi cưới hai vợ hả? Bồ em lại đòi là đòi cưới hai vợ hả? Trời ơi, nói thẳng nghe em vậy luôn hả? Dạ vâng, người kia thì đồng ý rồi, chỉ có em đồng ý hay không. Rồi đó thì em cũng đồng ý. Hả? Em cũng đồng ý. Hả? Đồng ý hay không đồng ý? Dạ em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý nhưng mà em biết bố mẹ anh không cho. Trời đất ơi, cái thời buổi này thời buổi nào rồi em? Trời, em nghĩ như cái thời xưa hay sao mà là đàn ông lấy hai vợ mà đồng tuổi. Ý lúc đó 19 tuổi vậy? 19 thì 19 chứ. Kiểu như bồ em á đi chơi với em thì kể anh bé kia. Trời đất. Em tức quá nên em chia tay luôn. Ờ, à, đúng rồi em, bỏ đi em. Có tiếc nuối gì không? Dạ, lúc đầu thì em cũng hơi tiếc nuối. Nuối gì? Bồ của em á, là ngày nào cũng ở bên em mà em không biết thời gian nào để dành cho gái, em không biết luôn. Hay lắm em ơi, đàn ông người ta hay lắm, chỉ cần chích mắt me hở một chút xíu thôi là đã hốt cô khác được rồi. Không, tùy người chị. Tùy cái gì, em cũng vậy thôi. Không có chị ơi, em rất là nghiêm túc. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Xong mối tình thứ hai thì em quen được mấy tháng á. Nói chung là quen rồi, em không biết quen hay không, em cũng có thích. Nhưng mà kiểu như hai đứa quen nhau một thời gian, hai đứa tự im lặng nên em cũng biết, không biết có phải là quen hay không nữa. Mối tình thứ ba cách đây cũng được 2 năm thì quen nhau xong rồi phát hiện người đó có vợ. Trời ơi, trời ơi. Xong thì tụi em thôi. Bạn chắc đi làm mai nhưng mà quen xong rồi được mấy tháng thì phát hiện có vợ nên em cũng tự động rút lui. Anh em đốc trẻ, anh có vợ chưa? À, chưa. Lên đây gặp chị Tường là phải có giấy xác nhận độc thân đàng hoàng nha, chứ để tôi mang tiếng nữa. Cô gái đẹp bên kia
ba mối tình mà đều bị gọi là đàn ông lừa gạt hết trơn, phụ bạc hết trơn đó, em thấy sao? Đời đắng cay quá vậy. Đời đắng cay quá. Hả? Em mấy mối tình rồi? À, tình trường thì em có ba mối tình. Mối tình thứ nhất, xuất ngủ về thì em đi làm nhân viên kinh doanh chung với bạn ấy trong công ty. Sau đó thì mình cũng quen, tại vì trong một cái tâm là muốn kinh doanh. Đó là chung một cái y danh đó nên dễ nói chuyện và dễ trao đổi. Nhưng mà qua một thời gian dài thì mình cảm thấy có những cái điều khác biệt với nhau. Nhưng mà kiểu như hai người cùng muốn làm kinh doanh, cùng muốn ra ngoài á, cùng muốn thể hiện mình. Nhưng mà như cái nồi với cái vung đi, cái hai người cứ muốn là cái vung, là hai người chỗ nhau chỉ đó toàn toàn nha thôi. Cũng giống giống trường hợp tương tự như thầy bên đây vậy đó. Rồi cái mối tình gần đây nhất thì như thế nào? À, mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 6 tháng là mình chia tay. Quen biết qua bạn bè kinh doanh, bạn ấy lớn tuổi hơn mình, cho nên lớn hơn mấy tuổi? Hình như 3 tuổi. Cái đó cũng là một lý do, với lại là mình nói chuyện nó không hợp nữa. Chứ ngay từ đầu mới quen là biết người ta lớn tuổi hơn không? Dạ, chưa biết chứ. Về sau nói chuyện dài lâu hơn mới biết. Rồi, bây giờ quay trở lại với thầy giáo. Em muốn tìm một cái người vợ, người bạn gái của mình là một cái người như thế nào? Thân hình ưa nhìn, với lại suy nghĩ có cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhà gần trong thành phố. Đó, cổ thành phố đó. Trời ơi, thầy giáo xong rồi. Bây giờ giám đốc. Nè, tôi giám đốc. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thân hình chứ hả? Thân hình. Dạ. Thì em nhớ ông bà dạy có một câu: thắt đáy lưng ông, một dạ yêu chồng, nhất mực thương con, béo trục béo tròn, ăn dụng như chớp, đánh con suốt ngày. Ủa là gì, ý nghĩa gì vậy? Là em sẽ thích cái mẫu hình thắt đáy lưng ông. Ví dụ như chị vậy là thắt đáy lưng ông không? Dạ đúng rồi. Ủa vậy luôn hả? Dạ, ý là nó phải có ba dòng vậy. Ba dòng đầy đủ phải không? Đúng rồi, ba dòng đầy đủ. Có nghĩa là thích cái người có chuẩn ba dòng. Dạ, người yêu về sức khỏe của mình, tại em yêu cũng chuyên về may đồ thể thao á, cho nên em cũng tập luyện thể thao cho bản thân mình. Có nghĩa là mập mập là em không thích. Dạ đúng. Còn về tính cách là thích người phụ nữ sạch, không dơ. Dơ ở đây là còn có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Nữa. Nghĩa đen ở đây là sạch sẽ về cơ thể. Rồi. Nghĩa bóng ở đây là từ anh bạn của em trải nghiệm. Có nghĩa là về cái tâm trí của mình, bi quan và tiêu cực. Mình nghĩ là tôi tệ quá, hay tôi ốm quá, hay tôi mập quá, hay tôi gầy quá. Hạn như những cái tiêu cực đó làm cho mình mệt mỏi và em cảm thấy sợ những người đó. Cô gái, đáy thắt lưng ông nha. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào nè? Từ trước giờ em không có đặt ra mẫu hình lý tưởng, như là khi mà gặp thấy nói chuyện hợp, tính cách hợp rồi kiểu như là chịu được em là được thôi. Em thích con trai khuôn mặt nhìn sáng, thông minh, cao ráo, người chắc sporty, thích chơi thể thao, nam tính. Nói chung là tính cách cũng phải nam tính. Thầy giáo nói thầy giáo hơi nhão quá, chắc ào quá. Còn Thủy? Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Em thích là em thích, mà em không thích thì em sẽ nói em không thích. Cái cảm xúc đầu tiên đúng không em? Và em thích thì em có thể em tỏa tình trước cũng được. Em tỏ tình trước luôn. Dạ, em thẳng thắn vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, không cần phải trai nhiều tiền, tại vì em cũng làm ra tiền, tiền của ai người xài. Cái cô này tôi thích nè, cái nết cô vẫn như cái nết thời Trăn Châu á. Mà đặc biệt em cũng không cần tỏ tình nhiều, anh trai em thích á, chỉ cần em địa mấy cái địa là thích em à. Cái này là không phải là em tự tin, nhưng mà tại vì đi lên sân khấu thì em hơi rung, chứ ở ngoài á thì em địa ai là em phải. Hồi nãy chị nhận xét em đúng không? Em phải cua cho bằng được á chị. Đúng rồi, cái nết đó, cái nết chị Tường đó. Đúng rồi. Tôi là tôi chịu mấy người hôm nay lắm luôn đó nha. Hello, chào hai em gái xinh đẹp trên màn hình. Chào người thân của hai bạn nữ. Nãy giờ tụi em nghe rõ hết không? Dạ, nghe. Cho chị hỏi ai là người nhà của Quyên? Dạ em ạ. Rồi, em tên gì? Dạ em tên Xuân. Hồi nãy giờ Xuân nghe hết về những cái chia sẻ ha, đặc biệt là của hai chàng trai hôm nay ha. Các em có ý kiến gì không? Với em thì Uyên là một người rất là cá tính, rất là yêu thích làm đẹp. Em mong là Uyên trong chương trình này sẽ kiếm được một người hợp với mình ha, và chúc cho chương trình sẽ diễn ra thành công. Không, mà theo em thì ai hợp với lại Quyên hơn? Theo như cá nhân em thì em nghĩ là anh Minh sẽ hợp. À, anh Minh ở ghế màu xanh sẽ hợp với Quyên ở chiếc ghế màu đỏ. Hợp là hợp chỗ nào cưng? Quyên thì có vẻ đầm hơn, còn Minh thì có vẻ sôi nổi hơn, sẽ hợp với Uyên hơn. Cảm ơn em nha. Cho chị Tường hỏi người nhà của Thủy nè. Em tên là gì em gái? Dạ em tên Hảo à. Em là bạn thân của Thủy. Em nghe những chia sẻ của tất cả các bạn ở đây thì em có suy nghĩ như thế nào? Dạ em cũng mong là hai bạn nữ sẽ tìm được cho mình nửa kia. Tư vấn cho bạn mình, thí dụ lựa chọn một anh thì chọn anh nào? Em thấy Thủy thích hợp với ai? Em thấy Thủy hợp với anh thầy giáo hơn, còn thời quyền quyết định vẫn là ở Thủy. Anh ghế xanh á thì em thấy anh hơi chụp chạc,
tại em chơi với Thủy lâu rồi nên em biết tính cách của Thủy. Thủy thì hiền, tốt bụng, cái gì Thủy nó cũng làm được hết, giỏi lắm, có hiếu gia đình nữa, hiền lắm. Cho nên em nghĩ hiền là hợp với thầy giáo đúng không? Dạ em. Dạ. Chị cảm ơn em gái nha. Giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa chị? Chần chờ gì nữa thì cho người ta gặp nhau đi chứ chần chờ gì nữa. Rồi. Mở cửa trái tim. Đĩa đi. Xin phép. Đó, trời ơi, nhanh. Làm gì chần chờ gì hai tụi nữa. Mình ha. Ồ, tôi né qua cho những người đàn ông thể hiện liền chứ. Xin phép tặng bạn ha. Cái món quà này trước khi tặng thì mình cũng muốn cảm ơn bạn Nam này. Thì hồi nãy chúng mình mới gặp nhau. Mình chưa chuẩn bị quà thì mình cũng xin phép là hỏi bạn Nam để nhường lại cho mình một món. Thì rất là cảm ơn bạn Nam đã nhường cho mình món quà này. Tại gì vậy? Mình cũng kết nghĩa anh em, dù kết quả như thế nào thì vẫn là anh em. Ủa gì vậy? Okay. Gì vậy? Không có đâu, hôm nay mình là địch chứ phải là bạn đâu. Đừng có giả làm như vậy. Đây là món quà của Nguyên gửi cho thầy giáo. Áo của em làm. Áo em làm luôn. Wow, kiểu áo wow, đẹp quá. Cảm ơn bạn ạ. Mời hai bạn nữ khui quà. Này chắc giờ chia đôi ạ. Trời, hai đứa này sao kỳ vậy ta? Sao hai bạn trai này lên rồi bắt tay nhau rồi áo chia đôi nữa, tôi nghi ngờ lắm mà. Nó hơi hồng á. Ủa cái gì? Ủa? Đây cũng vậy luôn hả? Đúng rồi chị. Sao tự nhiên tặng luôn á chị? Tặng đồ đôi cho hai bạn nữ vậy? Cái này là đồ đầu tiên em xách xong rồi mang tặng hai bạn. Ý muốn là muốn tập thể dục thể thao cho khỏe. Xong rồi ngoại giao với bạn này thì em biết được tại chợ. Có nghĩa là em luôn hả? CEO tại chợ. Hai cái này là điều của em. Cái này là size gì đây? Dạ size M. Hai cái size M luôn. Dạ dạ. Nhưng mà nó có co giãn phù hợp không sao hết. Cái bộ đồ. Tại sao không tặng size S, không tặng size L mà tặng size M? Cái đó phù hợp với nhiều người á. Từ từ mình đổi sau được á, bao đổi trả. Em mặc size gì? Em mặc size M luôn á chị. Em mặc size gì? Em mặc size S. Không sao, không size S là tại em chưa có bạn trai. Em có bạn trai em lên size M. Cảm ơn món quà của các bạn. Rồi bây giờ hai chàng trai nắm tay nhau về đi cưng. Nãy giờ sao em có địa được ai chưa? Em thích bộ này. Do em cũng hay mặc đồ như vậy luôn á. Thích bộ đồ thôi phải không? Đúng rồi, em thích bộ đồ. Địa hai kia chưa? Anh bán đồ, quên, anh may đồ phải không? Thì bữa nào anh tài trợ cho em mấy bộ nha. Yên tâm. Em có vẻ thực dụng quá, ta đang mai mối và em thực dụng quá. Không, nhiều khi đó là chiêu địa của ta. Đúng đó. Chiêu. Bây giờ vậy nè, hai thanh niên mình chủ động đi, bốn bạn trao đổi với nhau để mình tìm hiểu thêm, coi mình còn có cái gì nữa. Thầm ưu tiên thầy giáo đi. Theo quan điểm của hai bạn thì mẫu hai em bạn bè hai, gì đây? Hai em thì mẫu bạn trai lý tưởng nếu mà không phù hợp mà được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận không? Muốn em nào trả lời theo trước? Hai em luôn chị. Nói trước cái gì? Chị nói trước à? Đó, nhường nhịn nhau rồi. Rồi Quyên nói trước. Hôn nhân là nó là một con đường đi dài. Chứ không phải là nó tạm mà mình phải nói là tạm chấp nhận cho được. Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Tại vì nó đi rất là sâu, rất là dài với nhau. Em không thích một cái hôn nhân nó giữa chừng. Tại vì hôn nhân nó còn gắn liền với trách nhiệm và con cái nữa. Nên em muốn là ít nhất phải là 80-90% hòa hợp nhau. Còn em thì dễ tính hơn. Em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Khi mà mình quen nhau á, nếu mà mình thấy người này người kia sao thì mình có thể sửa được. Chứ mình mới gặp nhau thì mình không thể nào mà mình chọn một người mà quá cao. Em thì bình thường thôi ạ. Khi mà mình quen nhau rồi á, thì nếu mà mình không thích cái gì của người đó thì mình sẽ nói. Mà người đó không sửa được thì thôi, chia tay. Đúng rồi. Nhưng mà cũng có cơ hội đúng không? Cho ta cơ hội đúng không? Quyên là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93. 93. Thủy sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93 luôn. Ồ, tụi em là con chặt chặt tuổi nhau hết. Hồi nãy thì Huy có chia sẻ là muốn kết hôn trước 30 đúng không? Dạ. Em hỏi thử hai cổ suy nghĩ đó như thế nào? Theo quan điểm cá nhân của mình á, nên kết hôn trước 30 tuổi thì nó sẽ tốt hơn. Có thể là sự nghiệp mình chưa ổn nhưng mà cũng nên cưới trước 30 rồi hai người cùng cố gắng cũng được. Mời Quyên. Riêng với em thì tại vì em đã không có bạn trai 3 năm rồi, em có mà đặt nặng vấn đề là phải có bạn trai. Thì mình vui vẻ là được. Còn vấn đề về hôn nhân á, thì lúc đầu em không nghĩ đến chuyện đó. Em muốn là đợi thật là đúng người, thà trễ một chút nhưng phải thật sự là đúng người. Thì bao nhiêu tuổi cũng được. Vì em không muốn là chỉ vì mà mình cứ đặt target trước á, là 30 mà mình phải bắt ép và gượng ép bản thân mình bị vội vã quá. Nếu như bạn bị vội quá thì đôi lúc những quyết định của bạn sẽ bị phân tâm và không chính xác. Nhưng mà do mẹ em nói rằng nếu năm sau Uyên không lấy chồng mẹ sẽ bỏ nhà đi. Đợt trước mẹ em vì muốn
chị em lấy chồng thôi à. Mà đã 12 giờ đêm ra ngồi vườn Thanh Long ngồi ngoài đó. Vậy đó hả, là mẹ em cũng chơi bỏ ra khỏi nhà nửa đúng đêm rồi. Đúng rồi, kiểu như là đánh đòn tâm lý chị em. Mà chị em kiểu như là người cũng cứng rắn lắm luôn. Mà đánh đòn tâm lý chị em mấy ngày trời, chị em chịu không nổi nữa phải lấy chồng luôn. Trời ơi, bây giờ chị em hạnh phúc phải không? Dạ, lấy phúc. Đúng đúng không? Dạ đúng rồi. À, hy vọng em cũng có cái lựa chọn đúng chứ không vì sự bức ép của mẹ mà lấy lộn nha. Mà không, đó là do chị em có bồ rồi. À. Rồi tới Thiên Thủy. Em thì cũng giống chị là em cũng không ép mình phải lúc nào lấy chồng đâu. Tại vì em thấy em cũng còn trẻ, mẹ em cũng không ép em lấy chồng. À. Mẹ nói em không lấy chồng cũng được. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Oh, một cái tư tưởng rất là hiện đại ha. Dạ, bố mẹ nuôi cho nên em cũng không có suy nghĩ đặt nặng là em phải lấy chồng. Khi nào em thấy hợp thì em mới tiến tới hôn nhân. Em cũng không phải là quan trọng là yêu là phải cưới. Không phải tới độ tuổi là phải cưới. Có thể đẻ không cần cưới. Dạ đúng rồi, có thể đẻ được không cần cưới. Em có gì muốn hỏi hai cô gái không? Anh thích đi làm từ thiện với thiện nguyện á, với lại anh rất là quy củ về thời gian. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích? Em á thì em thích điều đó, tại vì em cũng đi tập gym, em cũng có đi từ thiện. Rồi thời gian công việc nói chung là em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bình thường là bạn trai gọi cho em trước chứ em cũng không hay gọi cho bạn trai. Em nói là lúc mà em thiền á là em không ai làm phiền, thì thường em thiền cái giờ nào? 9:30 tới 10 giờ tối, hay là ngày tối khuya? Tối tối 9:30 mà ngày nào cũng là thiền giờ đó hết hay là một tuần thiền mấy buổi? Tuần khoảng 3 buổi. Vậy rồi là hẹn đi chơi là phải hẹn 3 cái buổi còn lại đúng không? À, dạ đúng rồi, chính xác. À, có nghĩa là đã có kế hoạch rồi. Dạ, ví dụ như đột xuất rồi sao? Có những cái lịch đột xuất thì sao? Thì phải ưu tiên. Anh nói anh vậy đó, em thấy sao? Làm từ thiện với thiền với này giờ giấc quảnh là đâu đó là nó phải rõ ràng. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của nhau hết, không làm phiền nhau. Nhưng mà cần có vài điểm chung là được rồi. Em cũng thoải mái trong mấy chuyện này. Bây giờ mình chưa yêu, mình ngồi ở đây mình khách sáo, mình nói không muốn làm phiền. Chứ còn khi yêu rồi là rất là làm phiền. Không làm phiền thì ở một mình. Đang giờ ăn này rồi đói, mình đang đói muốn xỉu luôn, ngồi thiền chắc chết. Thấy không? Mà đói xấu tính lắm. Chứ làm sao mà không làm phiền nhau được? Để sống hai không làm phiền nhau đâu, yêu nhau. Hai em có gì muốn test lại hay kiểm tra hai này không? Bé Quyên trước đi, bé Quyên trước đi. Em trước qua luôn á. Thiệt, bây giờ em trước. Trước giờ em chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh trai. Bây giờ em phải chủ động đi chứ, nãy giờ bé Thủy mà địa rồi đó. Nếu như mà kết hôn xong á thì kiểu mấy công việc nhà thì mấy bạn có làm không? Đó. Mình ở cùng bố mẹ nhưng mà các việc nhà mình vẫn làm, nấu ăn nè, dọn nhà nè, rồi quét nhà các kiểu, thì cái đó chia sẻ được. Vợ bạn với mẹ bạn mà cãi nhau á, với mà vợ bạn đúng đi, lúc đó bạn sẽ đứng về phía ai? Thật ra cái đó là một cái vấn đề nó khá là nhạy cảm đúng không? Phải tùy tình huống, mình phải làm sao mình hài hòa được hai bên, thì cái đó nó phải tùy trường hợp nữa. Làm không sao? Thể nào nói là hẳn là một bên đúng được. Cái tình huống nó như thế nào thì mình phải nhún nhường theo bên nào, rồi đợi bên kia lắng xuống, ngồi xuống rồi giải thích sau. Chứ không thể nào mà tuyệt đối đứng về một bên thì nó sẽ mất công bằng. Tính tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Em rất là thích ở với ba mẹ, do tại vì em ở đây có một mình ba mẹ em đổ với Bình Thuận á, buồn thích ở chung với nếu mà có lấy chồng thì thích ở chung với ba mẹ. Mà thường ở chung với ba mẹ chồng thì em nghĩ là sẽ xô xát rất là nhiều, nên là lúc đó là còn phải có một anh chồng rất là phải cực kỳ tinh tế để giải quyết cái vấn đề đó. Rồi, em thích ở chung với ba mẹ chồng là quá tốt luôn rồi, yên tâm đi, mình thương ba mẹ thương mình, không có vấn đề gì hết. Em có phụ việc nhà cho vợ không? Mình phải san sẻ, tại vì cùng là một gia đình rồi. Nãy giờ chị cứ hỏi rồi chị kích các em cho các em chia sẻ, nhưng mà thật sự hôm nay chị thấy cả bốn bạn luôn trạc tuổi nhau đều là những cái bạn trẻ có những cái năng lượng tích cực và có những cái rõ ràng trong cái lựa chọn quyết định của mình. Bây giờ là đến cái thời khắc này là rất là quan trọng. Cho em hỏi một câu được không? Được. Rồi, hỏi đi. Mời em. Em hỏi bạn áo trắng được. Thì nãy anh nghe không rõ á, nãy anh cũng bồn chồn á. Bồn chồn. Công việc của em là gì á? Chủ tiệm nail anh. Tiệm nail online nha. Tại vì em không biết làm nail. Em là chủ. Là chủ thôi à, chứ không có biết làm. Em thuê người làm, với lại em làm spa. Thì hôm nay em có thêm một việc nữa rồi đó. Em cũng biết may luôn anh. Em biết việc gì không? Việc gì anh? Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Quá tuyệt vời. Hay nha. Okay. Thôi vậy thôi tôi khỏi nói. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn ngồi đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Thích cái người ngồi ở ghế màu nào thì các bạn bấm cái nút ở ghế màu đó. Sau những cái khẩu hiệu của anh Đạt đó, chúng ta sẽ nhìn thấy mình bấm nút thì cái đèn của chiếc ghế nó hiện lên. Cùng chọn nhau thì cặp đó là cặp thành công. Và bây giờ Đạt sẽ đếm từ 5 tới 1. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 5 4
3 2 1. Nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá. Em muốn cưới trước 30, nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Nếu mà không phù hợp được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận không? Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Còn em thì dễ tính hơn, em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích. Em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bấm. Bé Quyên không bấm. Em vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó, giống như là bạn bên này á, em cảm thấy là bạn vẫn còn trẻ quá. Tính nết của em nói chuyện thì có vẻ là hơi vui á, nhưng mà em thường hay nghĩ sâu lắm. Em cảm thấy em quá trưởng thành với bạn này. Hôm nay mặc áo đỏ rực mà chưa hốt được ai nha. Nhưng mà chị Tường vẫn chúc em là sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe, và trước sau gì thì khi nào nó tới là nó tới. Xin mời các bạn đứng lên, tiến lên phía rồi. Trước. Quý vị nhìn thấy là ba chiếc ghế đã sáng đèn, hai chàng trai đều chọn một cô gái màu xanh, nhưng bạn ấy thì lại bấm chiếc ghế màu xanh, có nghĩa là Thủy đã kết đôi được với Minh ngày hôm nay. Dinh vào đây, một tràng vỗ tay cho một cặp nhà đã được thành đôi ngày hôm nay. Nắm tay đứng đợi tôi phỏng vấn ông này một chút. Buồn không em? Thầy giáo bình thường chị, không có duyên thì mình còn nhiều cơ hội khác mà. Còn nhiều cơ hội. Dạ. Chị cũng chúc em là sẽ tìm được một cái tình yêu đúng ý của mình trong một thời gian gần nhất nha. Dạ rồi, em cảm ơn em đã tin tưởng và đến với ghép đôi thần tốc. Cảm xúc sao hai bạn? Hồi nãy em nói em địa em tấn công này, vậy em phát biểu chị nghe. Nói chung là em đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Thôi đi cô ơi, hay là tại vì người ta tặng đúng cái áo size M rồi chọn người ta. Dạ đúng rồi đó. Đó thấy chưa? Nó tại vì em cũng thích tập gym á nên em chọn anh này. Gì vậy? Gì ép tim hả? Dạ. Cái gì vậy cưng? Cảm xúc em giờ thế nào? Hơi hồi hộp. Hồi hộp. Chúc mừng cho hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn những món quà đến từ chương trình Quốc Việt Food. Xin tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDI của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và đây, chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Và để chúc mừng sự hai thành một của các bạn, nhãn hàng Tron hân hạnh tặng mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt Tron 2-1. Đây, tặng cho em nha. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Tron 2-1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho các bạn 2+1 là 3 năm sử dụng bột giặt Tron miễn phí. Cho nên là lấy nhau là báo liền cho chương trình nha. 3 năm xài bột giặt thoải mái, đẻ mấy đứa con cũng không có lo. Và dù cho cặp đôi không thành công thì nhãn hàng Tron cũng tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Tron miễn phí. Bột giặt 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Đây, rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 Chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Tron 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.